Chương 176, xem như tôi giúp cậu. Lão Hắc nhìn thần sắc của lão Bạch cũng phân vân không biết nên nói thế nào, quả thực có thể chỉ trong thời gian ngắn tạo ra một thế lực ẩn to lớn như vậy cũng khẳng định Bạch Long có thực lực. Ông không nhìn nhầm người, chỉ là ông không thể đọc được tâm người, xem ra ông già rồi, không còn khả năng nhìn chuẩn nữa rồi. Hồ Cửu, lúc trước có thể là ta đã không đủ lòng tin vào con. Nói đến đây lão Hắc cúi đầu nhìn chân mình, nhiều năm làm chiến thần dù là lui về ở ẩn hay tạo lập thế lực hay giao ra thế lực cho hồ cửu từng bước của ông đều có tính toán ông cũng như hồ cửu nhìn ra được sự đồi bại suy thoái của ban chính trị phía bắc kia nhưng chưa từng một lần ông cho rằng cần lật đổ bọn họ thứ ông muốn chính là thanh tẩy là có một thể lực đủ mạnh thanh tẩy sau đó rút về an toàn an hưởng bình yên không lo bị ai chi phối cuối cùng ông chỉ cầu hai chữ bình an có lẽ người có cùng suy nghĩ với ông nhất là Hồ Cửu. Chỉ là, ông nhận ra hơi chậm mà thôi. Long chủ của con ngồi cho vững, lão già này trông cậy vào con. Lão hắc không còn hình ảnh hà khắc, oan gia như mọi khi. Lúc này, ông chỉ là một ông lão, cầu được bình an cuối đời. Mà lão bạch đứng đó lại thấy có gì đó không đúng. Có chuyện gì vậy, sao lại nói những lời khó nghe như thế? Ông ấm đầu à? Bạch cư không biết tại sao, nhưng không khí cứ như đông cứng lại bản thân ông ta cũng thấy khó thở nói đi chứ hay bạch thố có chuyện nhắc tới bạch thố hồ cửu cùng lão hắc vô cùng khó xử lão bạch tôi hỏi ông bạch long là chết như thế nào lão hắc vẫn muốn hỏi rõ dù sao bạch cư cũng là bạn già cuối cùng của ông nếu không làm rõ cả đời này e là ông có chết cũng không nhắm mắt audio điện tử võ tấn bền bạch long vì bảo vệ chúng ta một đường sống nó lấy thân chắn đòn sau đó cũng không còn sau đó nữa nghe mọi người nhắc về bạch long trong lòng lão bạch có chút chua sót đau lòng không thôi bạch long là đứa con mà ông ta tự hào nhất tuy ông ta hy vọng con mình có thể trở thành chiến thần tương lai nhưng lão hắc lại không đồng ý lão hắc cũng yêu thương bạch long sợ sau khi làm chiến thần sẽ không còn yên ổn bị cuốn vào vòng vây của bọn người phương bắc mà bản thân bạch long cũng một câu không muốn vì vậy cũng thôi tận mắt nhìn con trai trước mắt cứ thế mất đi sao ông ta không đau nếu tôi nói nó vẫn sống còn sống rất tốt thì sao không thể bạch cư phản bác đó là chuyện không thể xảy ra lão hắc tôi biết ông cũng yêu thương nó nhưng ông nên hiểu rõ nó chết thật sự chết rồi đừng đè lên vết thương nữa lão hắc nhìn lão bạch bằng ánh mắt không nỡ mà hồ cửu cũng điều tra rất kỹ cũng nhiều lần xác nhận quả thực chuyện bạch long còn sống có lẽ chỉ có bạch thố biết chuyện bọn họ muốn tiến đến mở cánh cửa kia ra cũng chỉ có bạch thố rõ nhất bạch cư mỹ hỏa cùng bạch thương cũng chỉ là bị kéo vào có lẽ bạch long hiểu rõ tính cách từng thành viên của bạch gia cho nên mới không nói ai biết lão bạch ông biết gia tộc bí ẩn không từng nghe qua hoàng đàn cũng từng nhắc tới nhưng chân chính gặp mặt là chưa Bạch cư dành mạch trả lời. Ông cảm thấy gia tộc đó xuất hiện vào lúc nào. Hồ Cửu cũng không muốn nói thẳng, muốn để Bạch cư từ từ tiếp nhận. Lão Hắc muốn ngăn cản, nhưng Hồ Cửu vỗ vỗ tay ông muốn để ông yên tâm, anh cũng sẽ không làm gì quá đáng. Gia tộc đó, rất lạ, dường không chỉ mới tồn tại. Là lúc, chúng ta bị giam cầm. Bạch cư nhíu mày nhớ lại. Trùng hợp là, đúng lúc Bạch Long mất, không phải sao. Nói đến đây, hồ cửu cùng lão hắc đều nhìn lão bạch không không thể không có khả năng lão bạch lùi lại vài bước nhìn ánh mắt của bọn họ cũng hiểu bọn họ nghĩ gì vậy ông biết liêm gia liêm gia không thể đó chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng là nhánh phụ gần bạch gia không phải sao hồ cửu nhấn mạnh họ không hề có thực lực chỉ là một gia tộc buôn bán kinh doanh hàng hải không thể nhưng nói đến đây Bạch Cư nghĩ gì đó, nhíu mày suy nghĩ. Cảm thấy Hồ Cửu nói không sai, thực lực gia tộc bí ẩn không gọi là sâu, chỉ là khuếch trương tới mức cao. Nếu như là Liêm gia lợi dụng hàng hải, bành trướng thế lực thì khác. Mà gia tộc bí ẩn này chưa ai rõ họ, điều tra thế nào cũng chỉ có dính tới Liêm gia, mà Hồ Cửu lại điều tra tận gốc gác. Chứ kể, thời điểm bọn họ phát triển chính là lúc một nhà Bạch gia bị giam cầm. Cũng có thể nói bạch long chết thì gia tộc này mới nổi lên nếu bạch long đứng sau thì thế lực gia tộc bí ẩn đã được xây dựng trước đó sau đó mới là một màn bạch long giả chết bạch cư đến ông còn thấy lạ thì ông nghĩ xem hồ cửu điều tra rõ ràng làm sao lại không rõ hơn mấy lão già ở xó núi này lão hắc ngồi xuống ánh mắt buồn vẻ mặt thất vọng nếu nó còn sống sao lại bạch thố thì sao chợt nhớ tới cháu gái bạch cư vội hỏi Ai là người dạy bảo Bạch Thố? Lão Hắc chợt nhíu mày nghĩ. Bạch Long, trước đó vẫn là hai cha con chúng. Nói tới đây Bạch Cư triệt để sụp đổ. Người giỏi dạy cho giỏi, Bạch Thố một thân năng lực siêu phàm, tôi nghĩ mọi người không nên lo cho cô ấy. Hồ Cửu lúc này nhắc tới Bạch Thố càng lạnh nhạt hơn mấy phần. Nó lừa chúng tôi, hai đứa nó. Bạch Cư đau lòng, là vô cùng đau lòng. Mục đích là gì? Ông không đành lòng, muốn biết rõ cánh cửa. Hồ cửu ngắn gọn đáp. Bạch cư cũng không phản ứng gì, ngồi đó suy nghĩ rất lâu. Cũng không biết qua bao lâu, ông mới hoàn hồn lại, mà hồ cửu cùng lão hắc cũng không nỡ gọi ông. Cậu đi đi, làm chuyện cần làm, bạch gia luôn là nơi thủ hộ cho chiến thần, không thể chứa chấp kẻ làm bậy. Cánh cửa đó bao năm này, bạch gia thủ hộ là chờ người truyền thừa theo tổ tiên để lại. Cậu, không cần hỏi gì tôi cả, cũng không cần nể mặt lão già này. Chỉ là, cho tôi biết kết quả là đủ. Sống hay chết, tôi cần xác nhận rõ. Xin đừng cho Mỹ Hỏa cùng Bạch Thường biết. Nghe Bạch Cư nói vậy lão hắc cũng chỉ biết thở dài. Xem như Bạch gia trung thành đi, tôi cũng không có ý định hỏi ý kiên hay nể mặt ai. Chỉ là nhìn vào sự trung tâm của Bạch gia bao năm mà muốn báo ông biết. Dáng vẻ hồ cửu cũng khôi phục bộ dạng lãnh đạm. Chương 177, gặp lại anh em. Nói xong hồ cửu định rời đi, nhưng còn chưa bước kịp chân ra đã thấy hoàng đàn cùng hữu thủ dẫn nhau tới chuẩn bị quà xong rồi hồ cửu nhìn hữu thủ cũng nhíu mày hỏi đã đã xong xong thế nào giọng nói lạnh như băng của hồ cửu làm cho không khí xung quanh như giảm độ sao một phần ba bất động sản cổ phần các công ty lớn thuộc quyền trực tiếp sunny còn có ừm sau này nếu hào danh đạt có lỗi lầm gì chắc chắn tay trắng ra đi hữu thủ thành thật thuật lại Hồ Cửu gật gật đầu có vẻ tạm hài lòng, nhưng nhìn thấy Hoàng Đàn cả người toàn vết thương thì hơi nghi hoặc. Cậu, là bị sao? Phải biết ở thành phố ra này, người có thể đánh được Hoàng Đàn có lẽ không có ai. Chợt nghĩ gì đó, Hồ Cửu nhìn qua hiếu thủ. Hiếu thủ, tác phẩm của cậu. Hồ Cửu nhíu mày, có chút sáng tỏ. Lần trước có lẽ lão Lý lại lừa gạt hiếu thủ gì đó rồi, cho nên hiếu thủ mới có thể thức tốc tới tần Hoàng Đàn một trận thế này lão Lý, đều do ông ta. Nhắc tới hữu thủ lại tức giận. Đi khỏi đây đã, về sẽ nói sau. Hồ Cửu lắc lắc đầu, sau đó đi mất hút, hoàng đàn cùng hữu thủ cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này cả thành phố ra đang sôi nổi bàn tán về hôn nhân của Lục Thạc vào ngày hôm sau. Ai cũng cho rằng Lục Thạc chính là khổ tận cam lai. Lúc trước cưới một thanh niên ưu tú, chưa kịp làm đám cưới, chỉ vừa đăng ký kết hôn thì Hồ Cửu đã bị phá sản, lưu lạc nơi khác nhiều năm như vậy cũng chỉ thủ hộ ở lục gia, giờ thì tốt rồi, ly hôn với phế vật lại cưới được một tổng tài. Đây là may mắn nhường nào. Hào Tổng, anh xem, trên mạng, cả trên các kênh khác, họ đều nói về chúng ta. Này, lục thạc hơi ái ngại, cô thật sự không muốn nổi bật gì cả, chỉ như mọi phụ nữ, muốn an yên một đời mà thôi. Kệ họ, ai bảo vợ của anh xinh đẹp như thế. Hào danh đặt ban đầu cũng thực sự có tình cảm với lục thạc, nhưng sau khi Hữu Thủ nói ra điều kiện kia, hắn tự biết phải bám chặt Lục Thạc. Đời này hắn tuyệt đối không buông tay. Dù gì Lục Thạc cũng là người phụ nữ xinh đẹp có tiếng, năng lực xem như khá ổn, bây giờ lại là một phú bà. Hắn có ngốc mới không ôm chặt lấy lòng. Nhưng mà, em đừng lo, anh không ngại, em có gì phải ngại. Cứ chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc bên anh là đủ. Nghe Hào Danh Đạt nói vậy, Lục Thạc cũng yên lòng mỉm cười hạnh phúc trong đáy mắt lục thạc lóe lên một chút áy náy với hồ cửu. Quả thực, trước giờ hồ cửu cũng rất tốt với cô. Nhưng cô chợt giật mình, tại sao giờ phút này còn nhớ tới hồ cửu chứ? Vốn dĩ muốn kể hào danh đạt chuyện hồ cửu đến tìm cô. Nhưng bây giờ cô lại không muốn nói. Xem như không có gì đi. Bắt đầu cuộc sống mới là tốt nhất. Lúc này, hồ cửu cũng không có quay về căn cứ, cũng không về phương Bắc. Anh âm thầm đứng trước khu biệt thự Long Thăng, Long chủ, anh hồ. Hoàng đàn cùng hữu thủ có chút không nỡ, nhưng cũng không biết phải nói gì. Sao thế? Hồ cửu nhìn bọn họ, cười hỏi. Nhìn tôi có gì không ổn, chỉ là muốn hoài niệm một chút. Hay là anh đi giành lại đi? Hữu thủ đề nghị. Ngốc à, Long chủ mà phải giành, cứ thế cướp thôi, tranh với trả giành gì chứ? Hoàng đàn huyết tay hữu thủ. Yên lặng đi, nhìn cả hai nói đến đau cả đầu, hồ cửu lên tiếng để họ yên tĩnh bớt một chút hồ diệu thái mấy ngày nay không an phận rồi có lẽ ông ta đang nôn nóng đưa hồ ra quay lại đường đua chính trị dọn dẹp triệt để bọn người hồ ra đi hồ lâm bên phía đông cứ đợi tôi đến xử lý sau nhìn khu long thăng phía xa là biệt thự nhật hạ lòng hồ cửu trùng xuống nhưng không hề ảnh hưởng tới quyết định của anh tới lúc dẹp dọn đống rác còn lại rồi hồ cửu tựa người vào chiếc xe địa hình cũ kỹ của mình ánh mắt vẫn nhìn về phía biệt thự đó dung vị thì sao hiếu thủ chợt hỏi nếu dọn dẹp hồ ra vậy dung vị xem như xong rồi tới biệt thự bạch nguyệt như nhớ ra gì đó hồ cửu muốn về biệt thự bạch nguyệt một chuyến dù sao cha mẹ dung vị vẫn ở đó họ cũng xem như người ơn của anh chuyện họ theo dung vị là chuyện bình thường anh không trách họ dung vị mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cũng không sai chỉ là anh ta mù quáng tới mức sai đường mà thôi. Vâng, biệt thự Bạch Nguyệt, nhìn qua vẫn có người ở đây. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng hai. ngôn hoan. 3, chờ ngày gió đông ấm áp 4, công lược nhân vật, nam chính chúng ta mau kết hôn bằng 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 Hồ Cửu biết, tuy chọn lựa ủng hộ Dung Vị, nhưng Dung thất cùng Tuyết Ngụy vẫn ở lại đây, không hề đi theo Dung Vi tới phương Bắc. Bọn họ ban đầu còn cầu tới đó đạt công danh cuối đời, nhưng sau đó cũng nhận ra, sự an yên có lẽ là thứ họ mong muốn nhất, vẫn để người trẻ tranh đấu thì hơn. Hồ Cửu thở dài bấm chuông. "Là, Hồ Cửu, con, vào đi." Tuyết Ngụy hơi bất ngờ, lại có chút khó xử. Vừa vào phòng khách, Hồ Cửu cũng thấy Dung Vị ở đây. "Cậu Ừm. Tuy không nói câu nào nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, đủ hiểu đối phương rồi. Suy cho cùng anh em bao năm, nói một câu cắt đứt là cắt đứt, nhưng hiểu nhau là chuyện không thể chối cãi. Vì Lục Thạc, Dung vị hỏi. Hồ Cửu không trả lời chỉ gật đầu, xem như Dung vị nói đúng. Hôm nay dẹp xuống những chuyện cũ, ngồi với tôi được chứ? Dung vị vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ánh mắt mong chờ nhìn Hồ Cửu. Được, uống chút nhé vừa nói dung vị vừa đưa ánh mắt nhìn tuyết ngụy và dung thất cả hai đều hiểu lần này hồ cử ở đây ngoài chuyện lục thạc cưới còn là gì chứ cậu có dự định gì tiếp theo dung vị thoải mái hỏi nhiều năm rồi cũng không thoải mái được như bây giờ đi phía đông mà hồ cử cũng không nhiều lời buông bỏ lục thạc sao cậu hy sinh vì cô ấy quá nhiều thì sao cô ấy hạnh phúc là đủ chuyện khác không quan trọng nữa Tuy Hồ Cửu nói ra câu này cũng không biểu cảm gì nhiều, nhưng Dung vị hiểu rõ, trong lòng Hồ Cửu lúc này có thể là rất buồn. Chỉ là không thể biểu lộ ra. Còn gì khổ sở hơn chuyện đó chứ? Tuyết Ngụy nhanh chóng lấy ra chai rượu ngon, ít đồ ăn nóng. Cả Dung thất cùng Tuyết Ngụy cùng đi ra ngoài lấy lý do hóng gió. Bà nói xem, hai đứa nó, chúng nó không là gì đi nữa, chúng ta với Hồ Cửu vẫn là cha mẹ nuôi, thằng bé thiệt thòi rồi nói xong cả hai cùng lái xe đi tới vùng ngoại ô ở đó có một căn nhà nhỏ cùng mảnh vườn cây sau khi dung vị theo hồ ra cũng đã mua cho họ anh ta cũng muốn phòng vạn nhất còn có chỗ cho cha mẹ cùng mình dung thân mà hôm nay xem như để hai người trẻ tận hứng đi hồ cửu lúc này cũng uống vài ly cảm giác rượu nồng cay đến buốt cả tim gan chưa bao giờ có cảm giác buốt như vậy anh cũng không rõ do rượu hay do bản thân không muốn nói gì với cô ấy sao đã nói rồi, nhưng, cô ấy không muốn thấy tôi. Nói xong hồ cửu lại uống thêm một ly. Vậy cũng tốt. Dung vị uống một ly theo hồ cửu rồi đáp, chương 178, xem như tôi giúp cậu. Cả hai cứ người một ly, ta một lý cứ thế đến khuya, mà hữu thủ cùng hoàng đàn chỉ có thể nhìn từ xa, không thể cản. Cản thế nào được chứ? Còn không cho hồ cửu được buồn. Họ chỉ biết thở dài. Thôi, tôi phải về. Hồ cửu đứng lên, tuy là uống khá nhiều rượu nhưng ngoại trừ bụng có chút cồn cào ra thì hoàn toàn không có biểu hiện của việc thấm rượu. Tử lượng của cậu tốt hơn rồi. Dung vị nhìn ly rượu trước mặt cười cười rồi nói. Nhìn dung vị, trong lòng hồ cửu có lẽ có gì đó hơi chạnh lòng. Rời hồ ra đi, cậu muốn một mình quản lý công ty riêng, tôi cho cậu. Nói xong hồ cửu rời đi. Mà dung vị lúc này nhìn theo bóng lưng hồ cửu chỉ biết cười xót xa. Thật ra, khi ở phương Bắc, trải qua nhiều chuyện anh ta cũng dần hiểu ra, có lẽ thân phận hồ cửu là cao không với tới. Vì khi tiếp cận với những người cấp cao, chưa có ai biết hồ cửu là ai, mà hữu thủ lại luôn đi theo hồ cửu. Trước giờ, hồ cửu cũng từng nói qua, đủ năng lực cho bản thân an yên một đời. Cậu thật ngốc, dung vị tự nói với bản thân, uống hết ly rượu màu hổ phách kia. Anh ta đứng dậy lái xe đến thẳng nhà lục thạc. Có lẽ mượn hơi men, cho nên anh ta càng trở nên bạo dạn hơn trên đường đến nhà lục thạc, dùng vị nhớ rõ hồ cửu có nói qua, sẽ để cho hào danh đạt không thể bỏ rơi lục thạc, càng muốn lục thạc một đời bình an. Từ miệng hữu thủ, anh ta nghe được hồ cửu khả năng trao cho lục thạc một phần ba bất động sản thành phố, còn có cổ phần và nhiều thứ khác. Anh ta không nhớ hết. Nhưng người có năng lực như vậy, thân phận không tầm thường, xem như đây là giúp hồ cửu đi. Xem như lần này, tôi giúp cậu. Khi vừa đến ngã tư, Xe của Dung Vị đang đi về hướng biệt thự Nhật Hạ. Một ánh sáng từ bên hông xe Dung Vị lóe lên, chói lóa. Rầm. Ầm. Chiếc xe của Dung Vi lật xoay vài vòng rồi lật ngửa. Đầu anh ta máu tuôn không ngừng, cả người như mất ý thức, còn sót chút sức lực cuối cùng. Anh ta ấn điện thoại, gọi cho Lục Thạc. Từng tiếng tít tít dài vô tận. Ai đó? Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã nghe máy. "Lục, Thạc, là tôi." Dung vị nén đau, muốn nói rõ với lục thạc. Nhưng có lẽ vì xung quanh quá ồn ào, lục thạc lại không nghe rõ lắm. Xin lỗi, ai đó? Tôi, Dung vị. Giọng của Dung vị nhỏ dần, tay anh ta run run. Mà tài xế xe tải thấy bản thân gây tai nạn vô cùng hoảng loạn, gọi cho cấp cứu, các xe xung quanh đều dừng lại, muốn hỗ trợ kéo Dung vị ra ngoài. Nhưng vì va chạm quá mạnh, phần trước xe bị biến dạng, hai chân Dung vị kẹt cứng trong xe máu cứ thế tuôn không ngừng dung vị thấy đầu choáng váng mọi thứ vô cùng mơ hồ dung vị anh gọi tôi có chuyện gì lục thạc khá bất ngờ khi người gọi là dung vị nghe tôi nghe tôi tôi không còn nhiều thời gian làm ơn nghe tôi đừng cưới hào tổng hồ cửu hồ cửu mới là người tốt dung vị gắng ngượng được tới đó thì đã mất ý thức xung quanh hô hào kéo dung vị ra khỏi xe nhanh Kéo người bị nạn ra khỏi xe, nhanh lên, còn không mau gọi cứu hộ, chân anh ta kẹt cứng rồi. Cầm máu đi. Lục Thạc nghe tiếng vọng lại trong điện thoại, cô thấy có điều không ổn. Dung vị, anh còn đó không? Nghe thoáng qua tiếng vọng lại kia, Lục Thạc mơ hồ cảm nhận Dung vị có chuyện. Cô hơi hoảng loạn. Chợt, Hồ Cửu hiện lên trong đầu cô. Cô nhanh chóng bấm máy gọi cho anh. Nhưng chuông điện thoại kéo dài, không một ai nghe máy cả. Một cuộc, hai cuộc, cô không biết bản thân gọi bao nhiêu cuộc. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Hồ Cửu, anh đang ở đâu? Cô Lục, anh Hồ đã đi nghỉ. Là giọng của Hữu Thủ. Quả thực Hồ Cửu về tới căn cứ đã lên giường nằm, tuy không biết anh có ngủ hay không, nhưng thực sự anh chỉ nằm đó, dù bao cuộc điện thoại cũng không nghe máy. Hữu Thủ khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên Lục Thạc thì đánh bạo nghe máy, biết đâu cô ấy đổi ý thì sao. Gọi Hồ Cửu, nhanh dung vị dường như có chuyện gì rồi. Gọng nói gấp gáp của lục thạc làm cho hữu thủ căng thẳng. Sao có thể, tôi vừa gặp anh ta. Hữu thủ hoài nghi. Từ sau chuyện của bạch thố, hữu thủ sinh ra cảm giác hoài nghi tất cả mọi người. Lục thạc gọi. Hồ cửu nhìn hữu thủ đang cầm điện thoại của mình thì nhíu mày. Anh ta gật gật, ánh mắt có chúng căng thẳng. Thấy có điều gì đó không ổn, hồ cửu nhanh chóng nghe máy. Lục thạc, em bị sao à? giọng của hồ cửu vô cùng lo lắng. Không phải tôi, là, là dung vị. Anh ta gọi cho tôi, nhưng không nói gì rõ ràng. Sau đó, trong điện thoại là tiếng người hô hoán. Dung vị nói gì với em? Hồ cửu nghe thấy dung vị gặp chuyện thì cả người chợt căng thẳng. Tôi không nghe rõ, anh thử tìm anh ấy xem. Tôi sợ là, có tai nạn ở đâu đó. Ngay lúc đó, hồ cửu nhìn hữu thủ cùng hoàng đàn. Nhanh, cha ra, xe của dung vị, xem tai nạn ở những đoạn nào có xe dung vị hay người tên dung vị không hồ cửu còn chưa tắt máy đã ra lệnh cho hiếu thủ cùng hoàng đàn nghe giọng uy nghiêm của hồ cửu lục thạc có chút sững người cô chưa từng nghe thấy sự uy nghiêm này có lẽ lâu lắm rồi cô không còn thấy được phong độ của hồ cửu cô cũng quên luôn phải nói gì lục thạc em còn đó không hồ cửu chợt nhớ tới lục thạc vẫn đang nghe máy có tôi có nếu có thông tin báo tôi dường như anh ấy cần tôi làm gì đó thì phải tôi cũng muốn biết có được không lục thạc hơi ngập ngừng được sau khi tắt điện thoại nhịp tim của lục thạc hơi loạn không rõ là vì hồ cửu hay vì dung vị gặp chuyện nhưng rất nhanh hồ cửu cũng có kết quả báo cho lục thạc dung vị chính là bị tai nạn trên đường gần biệt thự nhật hạ có lẽ dung vị tới nhà lục thạc hồ cửu biết được cũng vô thức nhíu mày nhanh chóng đến bệnh viện lục thạc nhận tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện Cả hai đều giáp mặt ở bệnh viện, tuy nhìn nhau một chút, nhưng bọn họ hiện tại có nỗi lo chung, không còn thấy ái ngại nữa. Bác sĩ, bệnh nhân dung vị, đang ở đâu? Hữu thủ nhanh chóng hỏi. Phòng cấp cứu. Cả đám người chạy đến phòng cấp cứu, nhưng đèn phòng còn sáng, báo hiệu chưa cấp cứu xong. Bọn họ chỉ có thể lo lắng đợi ở ngoài. chương 179, Hồ Cửu trải lòng. Nhìn đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng, Hồ Cửu có dự cảm không lành mà hiện tại vẫn chưa ai liên hệ với cha mẹ Dung Vị cả. Hồ Cửu trong tình huống này không biết mở lời thế nào với cha mẹ Dung Vị. Chuyện đề cử, ngôn hoan. Cậu đi đón cha mẹ Dung Vị tới đây, tốt nhất đảm bảo an toàn cho họ. Vâng, hữu thủ nghe xong thì nhanh chóng rời đi. Ánh mắt hoàng đàn hơi nhíu lại. Tài xế gây tai nạn đâu? Rất nhanh mọi người cũng nhìn ra vấn đề, người gây tai nạn lại không thấy đâu. Điều tra đi hồ cửu lạnh lùng nói hoàng đàn gật đầu rồi rời đi mà lúc này lục thạc cũng nhìn ra được hồ cửu dáng vẻ này vô cùng phong độ cô lại nhìn thấy người thanh niên năm đó hồ cửu anh có biết dung vị gọi tôi vì chuyện gì không anh nhìn lục thạc lại nhìn phòng cấp cứu trong lòng cũng phỏng đoán một hai có lẽ dung vị tìm đến lục thạc là vì mình thay vì nói ra hồ cửu lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết rất nhanh một bác sĩ đi ra hồ cửu lại gần hỏi bác sĩ bạn tôi thế nào rồi gương mặt lạnh nhạt nhưng ngữ khí vô cùng lo lắng vết thương nghiêm trọng e rằng vị bác sĩ hơi ngập ngừng bác sĩ cứ nói ánh mắt hồ cửu trở nên lạnh lẽo tôi không nói trước điều gì nhưng tình trạng của anh ta nếu có thể qua khỏi cũng sẽ mất đôi chân nói xong bác sĩ nhanh chóng đi ra phòng vật tư cùng y tá mà hồ cửu vô cùng thất thần mất đi đôi chân là điều kinh khủng thế nào chứ với tính cách của dung vị mất đi đôi chân kia còn hơn mất mạng lục thạc nghe xong thì ôm miệng không thốt nên lời ánh mắt rưng rưng cô chưa từng nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này em không sao chứ khi lục thạc muốn quỵ xuống hồ cửu nhanh tay đỡ cô dậy hơi ấm nam tính trên người anh phả vào cơ thể lục thạc cô cảm nhận được sự ấm áp lâu nay chưa có sự ấm áp này cũng chưa từng tồn tại trên người hào tổng không, không sao. Lục thạc định thần, thoát khỏi tay hồ cửu. Cảm giác trong cô có chút mất mát khó tả. Long, à anh hồ cửu. Hoàng đàn theo quán tính gọi hồ cửu. Cha thế nào? Tài xế gây tai nạn là tài xế xe tải, xem ra đây đúng là tai nạn thông thường. Hoàng đàn nghiêm chỉnh báo lại. Trước mắt là vậy. Sau đó cũng nhấn mạnh. Dù sao thì chuyện này cũng khó nói, nhất thời than gian không nhiều, hắn ta cũng không tra ngay được vẫn là chờ đợi ổn một chút sẽ tra kỹ hơn. Mà lúc này Hữu Thủ cũng đưa cha mẹ Dung vị tới. Dung vị, nó sao rồi? Tuyết Nguy ánh mắt đỏ hoe, nhìn cũng đủ biết khóc biết bao nhiêu. Dung thất trầm tính cũng lóe lên tia lo lắng. Bác sĩ nói, sợ là sẽ không đi được nữa. Hồ Cửu khó khăn mới nói ra được. Dù sao đó là sự thật mà mọi người cần đối diện. Sao lại, sao lại, mới phút trước còn bình thường mà sao có thể chứ tuyết ngụy không thể tin được con trai đang yên đang lành lại có chuyện bà ngất ngay tại chỗ hồ cửu nhanh chóng gọi bác sĩ đưa tuyết ngụy vào phòng chăm sóc đặc biệt cha nuôi nhìn hai người lớn này anh cảm thấy ái náy suy cho cùng dù đúng hay sai đi nữa dung vị đi lần này là vì anh cũng xem như vì anh mới ra cớ sự này dung thất nhìn hồ cửu cũng không biết nói gì hơn người đàn ông này nén bao nhiêu lo lắng đau khổ rồi không sao đã là ý trời không tránh được nhìn vẻ áy náy của hồ cửu ông cũng không đành lòng có lẽ cậu ta đi ra ngoài đang lúc có men rượu là do con có thể cậu ấy vì con dung thất nghe hồ cửu nói vậy thì lắc đầu nó tự chọn không ai ép đừng tự trách tuy chỉ là câu nói đơn giản nhưng để có thể nghĩ được vậy nói được vậy cần biết bao nhiêu can đảm chứ cha nuôi dung thất gật đầu vỗ vỗ vai hồ cửu sau đó ông quay về bên tuyết ngụy trước khi đi ông không quên bỏ lại cho hồ cửu một câu tuy ta không biết nó đi đâu làm gì nhưng mà ta không muốn nó trả giá vô ích nói xong ông đi thẳng nước mắt trên gương mặt già nua của ông chảy xuống bao nhiêu bất hạnh ập tới cả đời này ông lão này đã chịu đủ rồi hồ cửu nhìn dáng vẻ rung thất lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu bác sĩ y tá ra vào liên tục anh như chìm vào một thế giới riêng của bản thân mọi thứ như đứng lại hồ cửu anh không sao chứ lục thạc nhìn anh có chút lo lắng nghe giọng nói của lục thạc hồ cửu hoàn hồn nhìn cô anh nhìn cô chăm chăm ánh mắt xoáy sâu lục thạc hôm nay dùng vị chính là vì anh có lẽ anh ấy muốn tìm em có có chuyện gì sao lục thạc nhìn ánh mắt của hồ cửu lại thấy có chút khó nói ánh mắt đó quá nóng bỏng có. Em có thể đừng làm đám cưới nữa được không?" Hồ Cửu quả quyết nói. "Anh điên à, mai là ngày cưới của tôi rồi, nói không cưới là không cưới sao?" "Anh biết, nhưng Dung vị chính là muốn điều này, mà không chỉ anh ta, anh cũng muốn nói điều này. Xin em đừng đám cưới với người khác." Hồ Cửu dùng ánh mắt cầu khẩn, một chiến thần một đời vang danh, cả khi là thanh niên cao ngạo, anh cũng chưa từng cầu xin nhưng lần này ánh mắt anh chính là sự thành khẩn hơn hết tôi anh biết anh đi nhiều năm em chán nản em ghét bỏ anh anh biết chờ đợi người ta nhưng họ không đem cho em sự tin cậy không làm em yên tâm không là bờ vai cho em đó là lỗi của anh nhưng thực sự hiện tại anh có năng lực đảm bảo cho em một đời yên bình có thể quay lại với anh có được không hồ cửu nói một hơi nói hết nỗi lòng của mình anh sợ nếu chậm chế mọi chuyện sẽ không kịp. Tôi, lục thạc vô cùng khó xử, chương 180, không thể quay đầu. Hồ Cửu thật tâm là muốn cùng lục thạc trải qua một đời bình yên, cho đến hiện tại điều anh mong muốn vẫn chỉ là bên cạnh người con gái năm ấy. Tôi hiểu, nhưng có những chuyện không thể quay đầu. Lục thạc vô cùng khó chịu, bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào. Lục thạc, em không sao chứ? Sao lại vào viện? nhưng hồ cửu còn chưa nói hết thì hào danh đạt đã chạy đến hắn nhìn thấy hồ cửu lại bày ra ba phần cung kính cùng tôn trọng với anh anh hồ đã lâu không gặp nhìn thái độ cung kính của hào danh đạt lục thạc có chút hoang mang hào tổng sao anh không có gì chỗ quen biết cũ hỏi nhau vài câu nhưng sao em lại ở viện có chuyện gì sao hào danh đạt trên gương mặt vô cùng lo lắng cảm thấy lục thạc không sao là tốt nhất rồi không xung vị anh ấy bị tai nạn thôi xung vị chuyện này nói sau sao anh biết mà tới lục thạc chuyển chủ đề cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này nhìn hồ cửu như vậy cô cũng thấy khó chịu trong lòng cha vợ nói với anh em tới bệnh viện anh còn tưởng em có chuyện gì hào danh đặt cười nói ánh mắt là sủng nịnh lúc này hồ cửu nhìn cả hai cảm giác cũng không còn gì để nói Hiếu thủ có lẽ cũng nói với anh rồi nhớ rõ những gì anh ta nói nói xong hồ cửu rời đi đến phòng bác sĩ muốn hỏi tình hình cụ thể của dung vị có lẽ dung vị đi lần này là vô ích rồi dù có ra sao đi nữa lục thạc với anh cũng không thể quay lại như trước bác sĩ tình hình dung vị anh có thể nói rõ hơn được không hồ cửu nhíu mày ánh mắt lo lắng hỏi vị bác sĩ đang ghi chép liệu độ điều trị kia vị bác sĩ nhìn hồ cửu cảm thấy vô cùng quen mặt nhưng lại không nhớ từng gặp ở đâu thật ra hai chân bệnh nhân kẹt cứng máu không thể xuống chân e rằng không thể đi lại được nữa nói một chuyện xấu với bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân là điều mà bác sĩ không mong muốn nhất có cơ hội nào không dù là thấp nhất hồ cửu vẫn không từ bỏ tuy nói dung vị quả thực làm những chuyện có lỗi với anh nhưng nhìn người anh em trí cốt từ nhỏ tới lớn phải ngồi xe lăn cả đời là điều anh không nỡ nhất thậm chí có thể nói dung vị tranh đấu ganh tị gì đó cũng là có lý một người đàn ông có ai không một lần tranh đấu vì bản thân, vì sự nghiệp, vì gia đình chứ? Hồ Cửu chẳng phải cũng tranh đấu như thế sao? Chàng trai, tôi nghĩ anh nên thử tìm các vị bác sĩ khác xem sao. Dù sao đây là thành phố nhỏ, chúng tôi chỉ có thể đến vậy. Nếu có thể, cậu có thể tìm chuyên gia điều trị chấn thương, có thể xem họ chẩn đoán. Chỉ là e rằng không kịp, từ lúc bị thương tới lúc chẩn đoán lần hai cách nhau không qua 4 tiếng vị bác sĩ lại thở dài, cảm thấy chuyện này không có cơ hội. Mà hồ cửu nghe vậy thì chợt nghĩ tới gì đó, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bác sĩ. Gọi tìm túc trì cùng hữu thủ. Các cậu nhanh chóng đưa vị giáo sư ở phương Đông đến đây, ông ấy có thể giúp dung vị. Ý của anh là đại sư Lâm Dực. Đúng, tôi không biết dùng cách gì, các cậu chỉ có 3 tiếng. Vâng, Túc chỉ cùng hữu thủ nhận lệnh nhanh chóng làm việc. Dù sao thì Dung vị cũng không xấu tính quá mức, bọn họ cũng không có ghét anh ta. Dung vị, cậu tốt nhất không nên có chuyện. Hồ Cửu nhìn phòng cấp cứu, thầm tự nói. Lục Thạc lúc này đến gần Hồ Cửu. Có lẽ Dung vị sẽ có thể vượt qua, anh đừng quá đau lòng. Cô là muốn an ủi anh, dù sao cô biết rõ cả hai thân thiết với nhau như thế nào. Cảm ơn em." Hồ Cửu chợt thốt ra. Sau đó nhìn Hào Danh đạt đứng sau Lục Thạc, những câu muốn nói đều nuốt lại anh lạnh lùng bỏ ra phòng hồi sức bên cạnh nhìn thấy tuyết ngụy đã tỉnh nhưng ánh mắt bà đỏ hoe dung thất tuy là bình tĩnh nhưng nhìn như già đi vài chục tuổi cha mẹ nuôi đừng như vậy dung vị sẽ không có chuyện bây giờ hồ cửu chỉ có thể nói như vậy anh vốn dĩ không phải là người khô khan nhưng anh biết rõ lời nói của mình hiện tại dù là gì cũng vô nghĩa chỉ khi nào dung vị được đảm bảo bình an thì lúc đó mới tính hồ cửu con nói xem chúng tạo nghiệp gì thế này tuyết ngụy nhìn hồ cửu lại nhìn về phía cửa đau lòng khóc ngất cũng chỉ hy vọng vậy dung thất nhìn hồ cửu gật gật đầu trước giờ ông là người chống đỡ mọi thứ cho nên hiện tại ông càng không thể gục ngã nhìn người đàn ông già nua kia hồ cửu cảm giác ông có thể chống đỡ được cả thế giới có đôi lúc một chiến thần một long chủ cũng cảm thấy vô cùng bất lực cha mẹ nuôi ở đây đi con đi xem tình hình, có gì sẽ báo ngay." Dung thất nghe Hồ Cửu nói vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa ra khỏi phòng, anh nhanh chóng gọi hữu thủ, muốn xác nhận đại sư Lâm Dực có thể có mặt đúng giờ. "Long chủ, người yên tâm, chúng ta sẽ đưa đại sư đến đúng giờ." Đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp. Chợt, Hồ Cửu nhớ ra, trong kho tàng các thuật pháp nâng cao có một thuật gọi là bảo toàn thuật. Thuật này có thể mở ra một không gian cho người thi triển làm cho thời gian trên cơ thể người này đứng lại nếu có thể thi triển thuật này vậy thì dung vị có khả năng chờ được đại sư tới rồi chỉ là hồ cửu chưa từng thử qua cũng chưa từng chú tâm với thuật này phải thử anh nghĩ vậy nhanh chóng tới phòng cấp cứu chờ y tá đi ra ngoài thì giữ cửa đi vào mà cảnh này đều được lục thạc nhìn thấy anh ấy vào đó làm gì lục thạc lại nghĩ rằng có lẽ quá lo cho dung vị mà hồ cửu nôn nóng sao cô cũng tìm cách đi theo, dù sao cô cũng không muốn hồ cửu làm chuyện ngốc nghếch. Audio điện tử võ tấn bền chương 181, bất ngờ cậu. Nghĩ tới dung vị là vì mình mới chạy tới tìm lục thạc, lòng hồ cửu lại vô cùng không nỡ. Hồ cửu đi đến, mặc kệ mọi người tròn mắt nhìn anh. Này anh kia, đây là nơi cấp cứu, này. Không được lại gần. Các y tá nhanh chóng ngăn cản. Tôi chỉ cần một phút thôi ánh mắt hồ cửu lạnh băng làm cho các y tá lùi lại một chút triển thuật mặc kệ ánh mắt của bọn họ anh giờ đã không còn nghĩ nhiều như vậy biết thì biết xem anh là kẻ quái dị cũng được nhưng anh phải cứu được dung vị hàng loạt động tác thủ ấn một ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy dung vị xong rồi không làm phiền các vị các y tá ngơ ngác không rõ chuyện gì họ có nhìn nhầm không cả người bệnh nhân như phát sáng hồ cửu nói xong thì quay người đi ra lúc chuẩn bị ra khỏi cửa đã thấy lục thạc đứng đó. Cô ở đó, nhìn thấy tất cả. Anh, ra ngoài thôi. Hồ Cửu nắm tay cô, cùng ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa lúc này Hào Danh Đạt nhìn thấy, lục thạc trột dạ gạt tay Hồ Cửu ra. Hào Tổng, em. Nhưng trái với suy nghĩ của lục thạc, Hào Danh Đạt không quan tâm lắm, dù sao Hồ Cửu thích lục thạc là chuyện ai cũng biết. Chỉ là tâm lục thạc ở trên người anh ta là đủ, chuyện khác có quan trọng gì đâu, chưa kể lợi ích kia so với một cái nắm tay đã là gì không sao em muốn về chứ anh đưa em về dù sao ngày mai cũng là ngày quan trọng của chúng ta hào danh đạt nhắc tới hôn lễ ngày mai lại sáng mắt lên cứ như anh ta mới mỏ được kho báu vậy cảm giác này có chút không đúng hồ cửu cũng là đàn ông ánh mắt kia của hào danh đạt không hề thuần khiết chỉ có yêu thương em em muốn ở lại một chút lục thạc hơi khó xử nhưng dung vị là vì tìm cô mà bị nạn cô không thể cứ thế mà về như không có gì được. Được rồi, vậy anh về chuẩn bị, đừng về tối quá, anh sẽ để tài xe tới chờ em, vậy anh mới yên tâm. Nói xong thì hào danh đạt rời đi. Quả thực hôn lễ cũng cần chuẩn bị nhiều thứ, mà anh ta cũng rõ lục thạc luôn không thích hồ cửu, cho nên anh ta không ngại chuyện này. Dù sao qua đêm nay ngày mai lục thạc cũng là vợ anh ta, cũng không vội. Em không muốn hỏi gì sao? nhìn thấy bóng lưng hào danh đạt dứt khoát rời đi hồ cửu hơi nhíu mày có chút lo lắng đây là người yêu nhau cho nhau không gian riêng hay nói cách khác là anh ta không ghen không giống anh sẽ nói thật sao lục thạc hơi suy nghĩ anh từng nói là em không tin anh hồ cửu nhìn cô ánh mắt có chút thất vọng đúng anh từng nói lục thạc nhớ lại có rất nhiều lần anh từng nói có thể lo cho cô có thể vì cô nhiều lần anh cứu cô khỏi tay kẻ xấu chỉ là, cô chưa từng cho anh một chút cơ hội nào. Nhưng Lục Thạc cảm thấy vô cùng mơ hồ. Nhiều năm như vậy, anh quay về tay trắng, anh có khả năng như vậy sao lại cứ im lặng mà về như thế? Anh hỏi tôi tin anh, tôi tin thế nào chứ? Tin là anh sẽ cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn, hay là bị người đời rẻ biểu? Lục Thạc cũng nhớ lại lúc cô bị người người khinh thường, nhìn cô như kẻ tội đồ. Lại có khi người ta nói ra nói vào cô, hiện tại cô có chút bước tiến thì cô phát hiện chồng cũng lại có năng lực phi phàm cô không biết nên vui hay buồn chính vì vậy anh muốn mang đến cho em sự yên bình lớn nhất hồ cửu cười hiền nhìn lục thạc anh không hy vọng cô sẽ vì anh mà khó xử danh phận chiến thần này có lẽ anh giữ nguyên cho mình thì hơn lục thạc lúc này vẫn nghĩ rằng anh chỉ là người có năng lực cố giấu giếm cô mà thôi tôi đã có hạnh phúc cứ vậy đi đừng phá tan cuộc sống của nhau lục thạc nói xong lại nhìn phòng cấp cứu điều giữ tôi còn ở đây vì tôi biết dung vị vì tìm tôi mà có chuyện ngữ khí lạnh lùng của cô làm cho hồ cửu đau đớn lục thạc đang cố tỏ ra lạnh lùng cô sợ bản thân bị sự ấm áp của hồ cửu làm cho siêu lòng anh hồ đại y sư lâm rực đến rồi hữu thủ cùng túc trì cũng có mặt nhìn thấy sự có mặt của túc trì lục thạc hơi nhíu mày rốt cuộc thì hồ cửu có thân phận gì sao lại còn có cả túc gia quân? Đại y sư lâm dực. Khối lượng thông tin này làm cho lục thạc hơi mơ hồ. Nực cười nhất là khi bỏ chồng cũ vì anh ta vô năng, khi sắp cưới người chồng mình cho là suốt chúng thì lại phát hiện chồng cũ có năng lực có khi còn hơn cả người chồng sắp cưới này. Tâm của lục thạc bị đả kích. Lâm Dực nhận được tin tức rất nhanh tiến vào, danh tiếng Lâm Dực không phải ngày một ngày hai, mà trong giới y học ai cũng biết rõ. Anh, mời được Đại Y Sư Lâm Dực. Vị bác sĩ nhìn Hồ Cửu bằng ánh mắt tôn sùng, mà Hồ Cửu chỉ quan tâm đến bệnh trạng của Dung vị. Cứu được không? Hồ Cửu nhìn Lâm Dực, nôn nóng hỏi. Nhìn phát đồ cùng báo cáo bệnh trạng, Lâm Dực hơi nhíu mày. Cần xem trực tiếp. Vị bác sĩ này, tôi có thể vào chứ? Tuy ngữ khí vô cùng khách khí, nhưng có chút thị uy. Các vị bác sĩ ở đây ai dám ngăn cản chứ? Rất nhanh Lâm Dực đã vào phòng cấp cứu xem xét. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật trải qua hàng giờ đồng hồ cuối cùng lâm dực cũng một thân mệt mỏi rời phòng sau này không vận động mạnh nhưng vẫn có thể đi lại chỉ là cần lưu ý một chút tôi sẽ ghi ra lâm dực nói xong thì đi vào phòng khử trùng thay đồ mà cha mẹ dung vị nghe vậy cũng thở phào lục thạc nhìn đồng hồ giờ cũng đã khuya cô định rời đi cha mẹ nuôi dung vị đã ổn có một số việc còn cần xử lý đợi xong sẽ quay lại hữu thủ sẽ chuyển viện cho dung vị và sắp xếp cho mọi người về phương đông. Dù sao ở đó lâm dực cũng dễ chiếu cố hơn. Hồ cửu nhanh chóng sắp xếp. Phòng ngựa vạn nhất, vẫn là để lâm dực điều trị đi. Nói xong hồ cửu rời đi, anh cần phải đi về phương đông gấp. Các bảo vật có dị động, có lẽ có người dở trò gì đó rồi. Lục thạc cũng đang định về nhà, thấy hồ cửu bước ra thì vô thức ngăn lại. Em có chuyện gì sao? Hồ cửu hơi bất ngờ anh lại đi. Định dự hôn lễ em, nhưng em đã không muốn cũng không còn cách nào. Anh cười khổ. Lục thạc đối lý, cũng không biết bản thân muốn gì. chương 182, quyết định, hoàng đàn, mọi chuyện ở lại hỗ trợ hữu thủ cùng dung vị. Anh xoay người gọi to hoàng đàn, sau khi phân phó ổn thỏa tự mình rời đi. Mà lúc này, lục thạc thần thờ, cũng không còn lý do để có thể níu kéo hồ cửu. Bản thân cô cũng không biết cô nghĩ gì nữa nếu kéo được anh thì sao? cô sẽ không kết hôn với hào danh đạt sao? cô lục, tôi đưa cô về. hiếu thủ nhanh chóng đi lên. không, không cần. nếu anh hồ cửu biết tôi để cô về một mình chắc chắn sẽ chém tôi. ánh mắt hiếu thủ có chút nài nhỉ? vậy, được. lục thạc hơi ngượng ngùng nói. cô nhiều lần thấy hiếu thủ đi cùng hồ cửu, cũng nhiều thấy cả hai thân thiết. trong mắt cô những lúc đó chỉ là cả hai người là bạn bè cùng kéo nhau đi đâu đó không có sự nghiệp gì ổn định nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ hồ cửu cùng mọi người có lẽ không như cô nghĩ có thể mời được đại y sư lâm dực còn có thể là người thường sao sau khi lên xe trên đường về tĩnh lặng lục thạc nhiều lần muốn hỏi gì đó lại thôi hiếu thủ lại là người có thể nhìn ra được cô lục anh hồ cửu rất tốt với cô nghe vậy lục thạc chỉ biết cúi đầu tôi biết anh ấy có thể vì cô làm mọi thứ lục thạc hoàn toàn im lặng cũng không phủ nhận hào danh đạt sẽ làm được như anh ấy sao ngừng một chút hữu thủ hỏi lục thạc cô lúng túng cũng không biết phải làm thế nào anh hào là người tốt lúc tôi gặp chuyện chính anh ấy xả thân cứu tôi sau đó còn chiếu cố tôi rất nhiều chắc chắn anh ấy sẽ tốt với tôi nghe lục thạc nói vậy hữu thủ lắc đầu nhìn bộ dạng của hữu thủ Lục Thạc có chút hoài nghi. Đó là lựa chọn của cô Lục đây, tôi không hề có ý kiến gì cả. Nói xong, Hữu Thủ đánh xe vào khu biệt thự Long Thăng, xe chạy thẳng về trước biệt thự Nhật Hạ. Hiếu Thủ xuống xe mở cửa, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Tới nơi rồi, mong là sau hôn lẽ ngày mai cô Lục sẽ hạnh phúc. Lục Thạc xuống xe, nhìn Hiếu Thủ, cô định đi vào, nhưng chợt nhớ gì đó. Anh cho tôi hỏi. Hiếu Thủ nghe vậy hơi dừng bước chân. Trước giờ, Hồ Cửu anh ấy làm gì? Sau bao nhiêu thời gian, Lục Thạc mới hỏi điều này, ban đầu cô còn cho rằng cả hai lông bông. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi, cách thức xử lý đều không giống như là kẻ vô công dỗi nghề. Cô Lục muốn biết, hiếu thủ vào xe lấy ra một vali nhỏ, sau đó đưa cô. "Cô Lục, anh Hồ Cửu nói đây là tất cả quà cưới, định là sẽ tặng cô. Chỉ là không thể tới, hôm nay tôi cũng gửi nó cho cô." anh hồ cửu làm gì thì tôi không thể nói chỉ là cô nhìn những thứ trong vali này có lẽ cô lục sẽ hiểu phần nào anh ấy cố gắng thế nào vì cô nhìn lục thạc hữu thủ thật muốn nói ra thân phận chiến thần của hồ cửu chỉ là hữu thủ biết quy định của quân nhân không thể trái trừ khi chiến thần cho phép nếu không sẽ không thể công khai thân phận đặc biệt này mà anh ta cũng không biết hồ cửu từng tiết lộ thân phận với lục thạc chỉ là cô không tin anh ấy có ơn với chiến thần chuyện anh ấy có được ít lợi lộc cũng là điều bình thường mà thôi. Lục Thạc như là tự nói với mình. Cô Lục, có một số chuyện nguyên tắc tôi không thể tiết lộ. Chỉ là, chuyện cô có tài sản này, cùng việc hào tổng nếu như bỏ cô sẽ mất trắng, tay trắng mà đi. Những thứ anh Hồ Cửu làm là muốn đảm bảo một đời cô bình an. Cái hôm mà cô bị bắt cóc, hào tổng kia của cô cứu cô sao? Anh ta bị đánh ngất phứt trong xó, chúng tôi tới anh ta còn không biết có chuyện gì còn người xả thân cứu cô thì cô lại xem như là bình thường cô lục hôm nay tôi nhiều lời một chút mong cô thông cảm nhưng cô xem đi một người như anh hồ cửu có gì mà cần từ cô anh ấy chỉ là yêu cô mà thôi nếu không như hào tổng kia thực sự yêu cô sao hay hắn chỉ là kẻ có tính toán nhìn sâu ánh mắt lục thạc anh ta thật muốn vả tên hào danh đạt kia chỉ là anh ta biết nếu như anh ta làm vậy hồ cửu sẽ không đồng ý mà lục thạc càng hiểu lầm cô lục quà cũng đưa tận tay cô những gì cần nói cũng đã nói mong cô có hôn nhân mới hạnh phúc viên mãn theo ý cô có lẽ anh hồ cửu yêu cô không theo cách mà cô mong muốn nhưng anh ấy yêu cô theo cách tốt nhất có thể từ bỏ anh ấy chính là sự nuối tiếc của cô nói xong hữu thủ nhanh chóng lên xe rời đi anh ta không nhịn nổi nữa chiến thần một thân oanh liệt nhiều lần vào sinh ra tử hồ cửu cũng chưa từng biến sắc anh ta từng hỏi hồ cửu nếu như sau này không làm chiến thần nữa thì anh sẽ làm gì hồ cửu từng trả lời anh muốn cùng vợ sống cuộc sống yên bình cứ thể hai vợ chồng nương tựa nhau chỉ là muốn yên bình cần giải quyết một số thứ đôi khi yên bình phải đánh đổi bằng máu và mồ hôi nước mắt cả tính mạng anh chỉ muốn người anh yêu thương được bình an một đời hồ cửu à anh làm được rồi chỉ là bình yên kia không có anh thôi hữu thủ lái xe về phía sân bay lại cảm thấy vô cùng cảm thán thương cho chiến thần của anh ta mà lúc này lục thạc nhìn chiếc vali kia vẫn như người lọt vào sương mù cô kéo vali vào nhà con về rồi cha con thức sao trễ quá rồi nhìn lục chỉ còn thức cô lại thấy hơi ái ngại chiều mai là hôn lễ con rồi nên nghỉ ngơi đi cha à hào danh đạt là người tốt đúng không Lục Thạc đột nhiên hỏi làm Lục Chỉ nhìn cô khó hiểu. Thật ra, cô chỉ muốn xác nhận lựa chọn của mình không sai mà thôi chương 183, hôn lễ. Lục Chỉ nhìn con gái, có chút lo lắng, lại thấy vali kia, cũng không nghĩ nhiều. Con sao thế? Nhìn ánh mắt lo lắng của Lục Chỉ, cô lại không biết mở lời thế nào. "Không, con chỉ hỏi, cha nghĩ gì về hào tổng thôi." Cô không biết nói sao, dù sao tâm trạng của cô vô cùng hỗn độn thật sự cô cảm giác rõ ràng hồ cửu là thật tâm với cô chỉ là có phải cô đã quá thực dụng phải không chỉ cần con hạnh phúc những thứ khác không quan trọng nhớ con chọn sai thì sao lục chỉ nghe lục thạc nói vậy thì có chút bất an ông ngồi xuống lại ghế sau đó ra hiệu cho con gái ngồi xuống con có chuyện gì sao hiện tại cũng chỉ có cha với con còn gì có thể không nói ra được sao dừng lại một chút nhìn vẻ mặt rối rắm của lục thạc tuy không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng ông cũng không muốn con gái lại giang dở lục thạc mẹ con mất sớm hai cha con ta nương tựa nhau cha thật mong con hạnh phúc nhưng nếu cả con cũng chọn sai thì có lẽ con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn này cha cũng chỉ có thể là nơi con quay về tìm sự an ủi mà thôi cha cũng không biết mình có thể làm gì được cho con ngoài làm chỗ dựa lục thạc nghe vậy thì ánh mắt ửng đỏ quả thực nhiều năm qua hai cha con họ là nương tựa mà sống. Tuy là nhiều năm Hồ Cửu bỏ đi, bọn họ chật vật nhưng cũng xem như là rất ổn rồi. Hồ Cửu quay về đưa họ rời khỏi Lục gia, dù anh không có gì cũng bảo đảm cho cô cùng cha cô yên ổn. Hiện tại thì lại có nhiều chuyện cô không dám tiếp thu, sợ rằng tiếp thu xong thì tâm cô sẽ không còn tĩnh lặng như giờ. Hồ Cửu, anh ấy tốt chứ? Tốt, chỉ là Hai Lục chỉ nhắc tới Hồ Cửu lại thở dài. Thật ra ông cảm thấy hồ cửu rất tốt, chỉ là thiếu tiền đồ, làm sao có thể đảm bảo cho con gái một đời vô ưu vô lo được. Hào Danh đạt tuy là kẻ có tính toán, chưa hẳn đã yêu con gái tuyệt đối. Nhưng ông biết rõ, anh ta cũng có tình cảm với con gái. Hào tổng tốt, tuy không hoàn toàn gọi là yêu con 100% nhưng ít nhất anh ta có sự nghiệp, cũng đảm bảo một đời con vô lo. Thí như con với anh ta có vấn đề, tài sản vẫn là chia đôi, anh ta sẽ cần suy xét. Huống hồ, anh ta cũng xem như thực sự có tình cảm với con. Lục Thạc nghe vậy thì hơi bất ngờ. Sao cha biết anh ấy không yêu con tuyệt đối? Anh ấy nhiều lần. Nói đến đây cô nghẹn lại, quả thực nhiều lần giúp đỡ luôn có sự xuất hiện của hồ cửu cùng hữu thủ. Mà hào danh đạt quả thực có thái độ rất lạ với cả hữu thủ lẫn hồ cửu. Chợt Lục Thạc nhớ lại lúc ở bệnh viện, nếu là hồ cửu, anh sẽ kéo cô về phía mình và khẳng định chủ quyền. Nhưng Hào Tổng lại không làm vậy, trước mặt hồ cửu thì anh ta lại khép nép hơn khách khí hơn thậm chí thoải mái rời đi cho cả hai có không gian riêng kia là yêu sao trong lòng lục thạc lúc này giấy lên nghi ngờ cô nhìn vali kia mà ánh mắt của cô cũng làm lục chỉ nhìn theo đây là quà cưới lục thạc không chờ lục chỉ hỏi hết đã nôn nóng trả lời cô mở vali ra từng tờ giấy giáp lai đỏ trói mắt từng tờ giấy có chữ ký của hồ cửu chuyện đề cử chứng bệnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận cổ phần còn có cả các khu bất động sản quen thuộc kia cô thành phú bà rồi sao lục chỉ nhìn thấy cũng kinh ngạc quà cưới này quá mức quá mức bản thân ông nhìn thấy cũng khó nói thành lời nhưng tên chủ sở hữu đều là hồ cửu đây là quà cưới mà hồ cửu nói sao nhìn thấy tên hồ cửu trên từng cuốn sổ đỏ cùng giấy xác nhận cổ phận lục chỉ cùng lục thạc nhìn nhau đừng nói là cô mà ngay cả lục chỉ cũng lần đầu tiên thấy nhiều bất động sản giá trị đến thế cái này gọi là bình an một đời sao gọi là cả đời không lo không nghĩ thì đúng hơn anh ấy thật sự làm được rồi lục thạc thẫn thờ nhớ lại đứng là hồ cửu từng nói sẽ đảm bảo cho cô một đời an yên không lo nghĩ bây giờ anh ấy làm được rồi hiếu thủ cũng nói không thể nói rõ hồ cửu làm gì nhưng chỉ nhìn tài sản này cũng biết anh có thân phận không tầm thường anh cũng không phải là kẻ lông bông không có chí hướng. Chỉ là anh muốn dùng sự chân thành thuần khiết nhất cho cô. Cha ơi, con, được rồi, đi nghỉ thôi. Lục chỉ nói xong thì tự về phòng, ông biết mình hiện tại không giúp gì được. Ông cảm thấy mình quá sai lầm. Hồ cửu quả thực là rồng trong loài người, là người có thể lo lắng cho con gái, vậy mà ông lại. Hai, già nên hồ đồ rồi. Ông tự cảm thán. Mà lục thạc lúc này, vẫn mơ hồ không biết nên làm sao. Lúc này, Hồ Cửu đã bay về phương đông, có một số chuyện cần giải quyết triệt để. Dù sao bàn tay của gia tộc bí ẩn cần chặt đi, mà sâu mọt gây hại cần có người diệt trừ. "Long chủ, ngài quay về." Ở sân bay đã có lão lý chờ đợi. "Nội các đã thay người." Hồ Cửu lạnh nhạt hỏi. Nhìn thái độ của Hồ Cửu, lão lý thầm đoán, có lẽ mọi chuyện không ổn. Toàn bộ đều là người chúng ta từng nhắm tới. Tốt, tới lúc nhổ gốc cái lão già kia đi rồi. Gấp vậy sao? Lão Lý khá bất ngờ. Gấp, anh không giải thích, chỉ bỏ lại một câu. Chủ tịch ôn này không trung thực, nên dọn dẹp đi. Nhưng gốc dễ ông ta bén sâu, nếu như dễ như vậy thì ngài đã không cần chờ tới giờ. mươi 184, đường gấp khúc. Lão Lý, vậy ông nghĩ tôi chờ lâu vậy để làm gì? Giọng điệu của Hồ Cửu có chút nguy hiểm. Tôi, Lão Lý cúi đầu, không dám nói không biết. Gì chứ? Đùa ông sao? Chủ tịch ôn bên kia tuy là gã ba phải, gió chiều nào theo chiều đó, nhưng lão ta rất biết lấy lòng bọn người nội các cùng lòng dân. Gốc rễ này không nhỏ, động vào e rằng căn cơ kia không ổn. Tôi đưa ông vào nội các làm gì? Xây dựng cho ông vây cánh để làm gì? Hồ Cửu hơi lắc đầu nhìn ông ta. Chủ tịch ôn đó căn cơ sâu có bằng gia tộc thế gia. Thẩm ra trần gia vinh gia còn có hồ gia bên kia ai mà không nhìn chỗ hắn như hổ đói lão lý ông biết về câu chuyện chú chó thủ lĩnh kéo xe tuyết không chỉ cần con thủ lĩnh dẫn đường đúng có sức mạnh có sự khôn khéo thì những con còn lại sẽ đi theo dùng toàn lực mà đi theo nói đến đây hồ cửu dừng lại ngồi vào xe nhìn lão lý ý ngài là tôi sẽ thay thế chủ tịch ôn đây tôi sợ mình không đủ lực Lão Lý có chút run rẩy, nếu là một lãnh đạo cấp cao thì ông ta cũng xem như đủ tự tin. Nhưng là chủ tịch ban chính trị lại khác, đây chính là đầu não, cũng là quyền lực thật nhất, cao không kém những vị khác. Mà chiến thần ủng hộ, thì chủ tịch ban chính trị càng xem như có thực lực khuấy đảo mọi thứ. Chỉ là, cái gì cũng cần căn cơ, ông ta căn cơ không sâu, dù tự tin năng lực thì sao chứ? Còn không bị đám người kia đẩy một phát sắt đài sao? đừng nhìn giới chính trị yên bình chỉ là sóng ngầm không ai thấy mà thôi trần ra thế nào hồ cửu chợt hỏi trần nghĩa xem như đã theo chúng ta thẩm ra thì sao lão lý nghe nhắc đến thẩm ra thì có chút không rõ ràng bên thẩm ra ngoài thẩm lương thì quả thực không còn ai có khả năng hơn ngày mai tôi sẽ gặp ông ta hồ cửu quyết định túc chỉ cùng hữu thủ lát nữa sẽ tới nơi họ sẽ tự biết cần làm gì ông chỉ cần hỗ trợ là được Vinh ra bên kia, Long chủ xem xét thế nào. Nhìn sự kiên quyết của Hồ Cửu, Lão Lý hơi trần trừ hỏi. Cứ xem biểu hiện của họ, tôi không định duy trì họ. Chỉ là... Hồ Cửu nhớ đến Vinh Thúy Hà. Chi hai của Vinh ra năng lực thế nào? Điều tra nhanh cho tôi, ngày mai phải có đầy đủ thông tin trên bàn của tôi. Vâng. Nghe xong Lão Lý nhanh chóng gật đầu đi làm. Về lại căn cứ, dì thầm đã dọn dẹp gọn gàng, dù là hai ngày nay không có người thì mọi thứ vẫn tương tất. Cậu chủ, cậu về rồi. Ánh mắt gì thẩm là thật tâm vui mừng. Bạch tiểu thư không về đây. Hồ cửu cười dịu một chút, rồi chợt hỏi. Cô Bạch chắc đi đâu rồi, từ ngày cậu đi, cô ấy cũng đi. Ừm, tôi hơi đói. Nói xong hồ cửu thoải mái ngồi xuống ghế. Cậu chờ một lát, tôi vừa nấu súp xong. Dì thẩm nhanh chóng bưng lên một chén súp nóng hổi. Cậu ăn đi cho nóng xong rồi bà cười cười rồi lại dọn dẹp bà ơi con đói đứa cháu nhỏ của dì thẩm vừa dụi mắt vừa đi ra nói nhìn cũng biết cậu bé ngái ngủ được được chờ chút cháu gì đúng không vâng cậu chủ dì thẩm vội chạy lại đẩy cháu mình ra phía trước con mau cảm ơn cậu chủ đi nhờ cậu chú mà bà cháu ta mới tốt được cậu bé hơi ngơ ngác nhưng cũng làm theo cảm ơn cậu chủ gọi anh là anh hồ đừng khách khí quá hồ cửu dịu giọng một chút rồi nói ngồi đây đi ăn cùng anh đứa bé nhìn chén súp cơn đói làm cậu bé thèm thuồng dì lấy súp thêm đi tôi ăn cùng với cậu bé nhìn sự ngây thơ tinh thuần này của đứa bé hồ cửu hơi có chút mềm lòng quả thực lâu rồi cũng không còn nhìn thấy vẻ tinh khiết này nữa này hay để nó xuống bếp ăn đi dì thầm hơi ngại dì đừng như thế thằng bé cũng không nên bị đối xử phân biệt. Tôi cũng không câu nệ, đã để gì ở đây thì tôi tin gì. Đứa bé này cũng không đáng bị xem như kẻ dưới. Hồ Cửu kiên quyết nói. Dì thầm nghe vậy thì lại xúc động. Cảm ơn cậu chủ, tôi không biết phải làm sao để đền ơn cậu. Được rồi, không sao, lấy xúc cho cậu bé đi. Hồ Cửu hối thúc dì thầm. Rất nhanh, dì thầm đã bưng lên một bát súp nóng hổi thơm phức. Ăn đi, Hồ Cửu thổi thổi rồi hút một chút, cậu bé tròn xoe mắt nhìn rồi làm theo. Cậu thật giống dáng vẻ năm đó của cô chủ. Cô chủ? Di thẩm làm lâu năm trong hồ gia, nhà lớn không lên, nhưng ít nhiều cũng biết tí chuyện nhỏ. Là mẹ cậu? Bà cũng chỉ biết Hồ Cửu cùng Hồ gia có quan hệ, cũng không rõ Hồ Thúy chính là mẹ của anh. Chính là em gái của ông Hồ Lâm, năm đó cô chủ cũng là người ngoài lạnh trong nóng, nếu không có biến cố kia. Bà cảm thán hồ cửu nghe thấy dì thẩm nhắc tới mẹ mình thì một tia suy nghĩ lóe lên điều tra ra sao cũng không ra được anh lại quên dì thẩm là người làm lâu năm ở hồ gia sao lại không biết được chuyện năm đó chứ ít nhiều cũng sẽ có thông tin năm đó có chuyện gì sao sao lại nói như vậy dì thầm thở dài nói cô chủ vốn dĩ sẽ kết hôn cùng thẩm lương của thẩm gia tiền đồ vô lượng tôi nghe mọi người nói ông ta vô cùng thích cô chủ nhưng sau đó cô chủ bị hãm hại có thai rồi đứa bé kia không rõ tung tích chỉ biết sau khi cô chủ về thì bị giam ở biệt thự ngoại ô nào đó hồ cửu nghe đến đây thì hơi ngờ vực không phải năm đó sau khi quay về thì mẹ anh chết vì tai nạn cấp cứu đã qua khỏi nhưng sau đó vẫn chết do di chứng tai nạn sao lại giam cầm nhưng hồ tiểu thư năm đó là mất do di chứng tai nạn sao lại giam cầm hồ cửu đột ngột hỏi làm gì thẩm giật mình tôi bà hơi lo lắng tuy hồ ra với bà không tốt nhưng giữ bí mật cho chủ cũ cũng là đạo đức nghề nghiệp chuyện này bà khó xử di thẩm hồ thúy là mẹ tôi di thẩm bất ngờ bà không ngờ cậu chủ mà mình luôn miệng gọi lại là con của cô chủ năm đó bà nhớ rõ cô chủ tuy lãnh diễm cao sang nhìn lạnh lùng nhưng cô nhiều lần giúp bà rất nhiều ông chủ hồ bách nhân bao lần hành hạ người hầu cũng là cô ra mặt giải quyết vậy mà là duyên nợ thật mà. Dì à, nếu dì biết gì xin nói đi, dù sao tôi muốn biết chuyện năm đó. Hồ cửu ánh mắt nóng rực nhìn dì thầm. Bà hơi hơi sợ sệt nhìn đứa cháu nhỏ. Như hiểu ý dì thầm, hồ cửu thu lại ánh mắt kia. Lát nữa ăn xong, dì lên phòng tôi, tôi muốn biết rõ sự tình. Nói xong anh lại tiếp tục ăn súp cùng cậu bé. Một lát sau, hồ cửu lên phòng làm việc, anh chờ dì thầm, chờ câu trả lời mà nhiều ngày qua anh vẫn đi tìm chương 185, sự thật bị chôn vùi. Mà lúc này dì thẩm đang dọn dẹp, đưa cháu mình lên phòng nghỉ ngơi. Bà lấy lại bình tĩnh chuẩn bị lên gặp hồ cửu. Dì thẩm, là giọng của bạch thố. Cô bạch, mấy ngày nay cô đi đâu? Cậu chủ vừa về. Dì thẩm hơi ngạc nhiên khi thấy bạch thố quay về. Mọi người đều đi cả, chỉ là tôi hơi chán nên ra ngoài thôi. Bạch thố dự định là bỏ đi, dù sao cô cũng đã đánh mất lòng tin của hồ cửu. Nhưng nhiều ngày qua, cô đi xa anh rồi cô lại nhận ra, thật sự lòng cô ta đã định một đời này chỉ có hồ cửu. Cho nên, Bạch Thố tìm tới ngài Tuệ, liên hệ với Bạch Long, cô ta suy đi nghĩ lại vẫn muốn đối mặt với hồ cửu một lần nữa. Chỉ cần anh có chút gì đó với cô, Bạch Thố sẽ bỏ mọi thứ chỉ cần bên anh thôi. Cô về là tốt rồi, tôi lên gặp cậu chủ một chút." Di Thẩm nói xong định đi lên. "Di Thẩm, có chuyện gì sao?" "Cũng không có gì." chỉ là cậu chủ muốn gặp tôi nói xong dì thầm lại tiếp tục đi lên mà bạch thố nghi ngờ tại sao nhiều ngày qua cô mất tích hồ cửu không hề truy tìm dù không quan tâm thì suy cho cùng cô cũng là người của gia tộc bí ẩn theo lý thì hồ cửu cần phải giữ cô lại chứ bạch thố lại không biết hồ cửu đã tra rõ một người việc cô đi hay ở với anh không còn quan trọng chuyện diệt gia tộc bí ẩn chỉ là một sớm một chiều mà thôi dì thầm con đi cùng gì Di thẩm nghe vậy thì hơi lúng túng, chuyện của mẹ cậu chủ cũng chưa ai biết, bà cũng không muốn cho người khác biết. Nếu không cậu chủ cần gì gọi bà vào phòng. Chuyện, không có gì, vẫn là tôi tự đi thì hơn. Bạch Thố càng nghi ngờ, phòng làm việc của Hồ Cửu nay đã có trận pháp, cô không có năng lực phá giải, mà biểu hiện của dì thẩm khác đáng nghi. Không lẽ, bà ta biết được gì đó muốn báo lại Hồ Cửu, nếu không sao lại từ chối mình. Mà quả thực trước khi rời khỏi căn cứ, Bạch Thố có gọi cho cha mình, mà tình cờ gì thẩm nghe được. Thật ra lúc đó gì thẩm chỉ đơn giản nghĩ cô ta gọi cho gia đình, cũng hoàn toàn không biết chuyện gia tộc bí ẩn gì gì đó. Chỉ là Bạch Thố tự trột dạ nghĩ nhiều mà thôi. Gì à, gì có gì giấu con đúng không? Bạch Thố ghi chặt tay gì thẩm lại. Không, tôi chỉ là có chuyện cần nói chuyện với cậu chủ. Vậy tại sao không để tôi vào cùng? Nhưng cậu chủ chỉ gọi mình tôi dì thẩm cố gắng giải thích trước giờ trong mắt bà thì bạch thố là cô gái ngoan hiền lễ độ nào có chuyện hung dữ thế này ánh mắt hiện tại của bạch thố có thiêu đốt cả người dì thẩm bà ơi bà ơi cháu trai dì thẩm lúc này nghe tiếng ồn vội chạy ra cháu vào trong đi bà lên đây dì không đi đâu hết dì nói rõ đã bạch thố nhìn đứa bé có ánh mắt tròn xoe giống mình sự ngây thơ thuần khiết kia như nhắc nhở cô ta là đồ giả mạo còn sự ngây thơ kia mới là thật. Trong lòng cô ta không hiểu sao lại chán ghét đứa bé. "Cô Bạch, quả thực tôi không có gì mà, cho tôi lên dỗ thằng bé." Đứa bé sợ hãi hòa khóc. "Cháu ngoan, nín, nín bà lên." Nhưng Bạch Thố giữ chặt tay dì Thẩm, mà bà quá vội nên theo quán tính, cả người dì Thẩm bị kéo lại ngã xuống, lăn vài vòng, bất tỉnh. Bạch Thố lúc này mới hoàn hồn, mà đứa bé thấy bà như vậy khóc càng to, nhanh chóng chạy xuống nhưng vì cô ta luống cuống va phải đứa bé làm đứa bé trượt chân té trên người bà mình cả người thằng bé bị va phải một bậc thang may mắn có thân thể người bà đỡ được nếu không e rằng với thân thể gầy yếu này sợ là cô ta ngơ ngác thật sự không cố ý cũng không có ý muốn hại gì thẩm chỉ là muốn biết gì thẩm có đi nói chuyện cha cô ta cho hồ cửu thôi bạch tiểu thư cô tàn nhẫn vậy sao hồ cửu nghe tiếng khóc thét thì nhanh chóng chạy ra vừa lúc thấy thằng bé bị bạch thố va trúng. Em, em không có. Em chỉ. Bạch thố đối lý. Hồ Cửu nhanh chóng xem tình hình hai bà cháu gì thẩm, rồi gọi người cùng anh đưa hai bà cháu đến bệnh viện. Mà bạch thố cũng nôn nóng đi theo. Sao lại như vậy? Khi lão lý đến bệnh viện thì vô cùng hoang mang hỏi. Bạch thố lúc này rất muốn giải thích, nhưng một bác sĩ đi ra. Đứa bé chỉ là hoảng sợ, va chạm chỉ là xây xước ngoài da, nhưng, người bà thì có vẻ không ổn, và đập mạnh cần làm phẫu thuật ngay. Nghe vậy thì ánh mắt hồ cửu càng hiện lên vẻ tàn nhẫn, mà đứa bé lúc này được đẩy ra, mắt cá chân băng bó, cả người bôi thuốc. Người xấu, cô ta là người xấu. Cậu bé vừa khóc vừa ghét bỏ bạch thố. Hồ cửu vội vỗ về cậu bé. Được, người xấu, có anh. Em ngoan, theo bác sĩ một chút, lát nữa bà khỏe lại thấy em không khỏe sẽ lo lắng hồ cửu chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy cảnh này bạch thố ngơ ngác. Lão Lý, đưa cậu bé kiểm tra, cố gắng để nó yên tâm. Cậu bé gật đầu rồi để lão Lý bế đi. Bác sĩ, bằng mọi giá, cứu chữa tốt nhất cho dì thẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nói xong các bác sĩ lại nhanh chóng chuẩn bị bàn phẫu thuật, mà vừa lúc này, túc chỉ cùng hữu thủ xuống máy bay đã tức tốc chạy lại khi nhận được tin túc chỉ nhìn thấy bạch thố mắt ửng đỏ đứng một bên thì đau lòng không thôi bạch thố sao lại thế anh quan tâm hỏi hồ cửu lúc này nhíu mày nhìn cả hai anh hồ cửu em không cố ý em chỉ kéo gì thầm lại hỏi chút chuyện ai ngờ kéo lại chuyện gì tôi là người gọi gì ấy vào phòng sao cô lại hỏi cô có tật giật mình sao hồ cửu tức giận không chỉ vì gì thầm mà còn vì đứa bé còn vì anh sắp biết được chân tướng thì xem như bay biến bạch thố cô nhìn lại hành vi đi nếu cô không có gì giấu giếm thì cần gặng hỏi người ta tôi không quan tâm cô cố ý hay không nhưng đứa bé đó có tội gì gì thầm làm sai gì họ suy cho cùng chỉ là kẻ đi làm thuê họ biết gì chứ cô làm khó họ làm gì hả bạch thố tôi cho một cơ hội đi đi về chỗ bạch long đi sau này tôi truy diệt gia tộc bí ẩn quái quỷ của cha cô thì cô cứ cầu mình may mắn đi. Ánh mắt bén nhọn của Hồ Cửu cũng không câu nệ, anh đại khai sát giới, anh không cần phải nghỉ trước tình sau cái gì đó. Để làm gì? Lúc trước anh từng bước lên kế hoạch, suy tính thiệt hơn, suy cho cùng chỉ là không muốn bước dây động rừng. Anh không muốn người thân chịu tổn hại. Nhưng cuối cùng... Audio điện tử võ tấn bền. chương 186, lộ diện sự thật. Cuối cùng thì vợ anh cũng không giữ được, lòng tốt của anh bị người ta trả đạp. Hữu thủ nhìn hồ cửu, cũng hiểu được sự giận dữ của anh xuất phát từ đâu. Trên chiến trường, có một lần kẻ thù tàn nhẫn dùng con nít làm chiến binh, họ biết chiến thần sẽ không bao giờ giết trẻ em. Tuy bọn họ hơi vất vả, nhưng cũng không làm hại đứa bé nào. Khi truy hỏi, những đứa trẻ ngây thơ chỉ đơn giản nói. Vì họ cho chúng em cơm, nói chúng xem đây là trò chơi. Đám người đó lợi dụng sự ngây thơ của con nít, thật sự là không bằng cầm thú. Cho nên khi thấy đứa bé ngây thơ kia, hồ cửu động chút lòng ấm áp, mà bé lại không cha mẹ, làm cho hồ cửu đồng cảm. Di thầm số khổ, cũng là bị hồ gia hành hạ, gia cảnh không khá gì, đi làm giúp việc. Nếu không phải hồ cửu cùng hữu thủ chiếu cố, e rằng. Bạch thố, tôi thất vọng về cô. Hữu thủ lúc này lắc đầu lên tiếng. Mà vì nhiều chuyện dồn dập Quá gấp hiếu thủ cũng chưa nói cho túc chỉ biết chuyện bạch thố chính là nội gián của gia tộc bí ẩn, nên khi nghe hồ cửu nói vậy, túc chỉ kinh ngạc không nói được thành lời. Bạch thố nghe nhắc tới bạch long thì lùi lại vài bước, cảm thấy không thể tin được. Làm sao hồ cửu biết tường tận như vậy? Không thể, sao có thể? Là gì thẩm nói? Cô vô thức ôm miệng kinh ngạc. Dì thẩm thì ra cô cho rằng dì thẩm nói chuyện này. Bạch thố à, tôi đã nói có tật giật mình chuyện của tôi và dì thẩm không hề liên quan gì tới cô. Hồ Cửu lúc này mới sáng tỏ, thì ra bạch thố ngăn dì thẩm là vì chuyện này. Bà ta là người giúp việc, cái gia tộc chó má của cô thì làm sao bà ấy biết chứ? Cô đề cao cha cô quá rồi. Tuy là bị Hồ Cửu nói lời khó nghe nhưng bạch thố vẫn nhẫn, cô biết lần này do cô. Cô nhìn đi, một bà già, một đứa con nít. Họ làm gì cô? Tôi đã cho cô cơ hội, đi hoặc tôi tống cô về chỗ bác cư để ông ấy tự giải quyết hồ cửu nói xong cũng không nhìn bạch thố mà túc trì cũng hiểu ra sự việc anh ta nhìn cô đau lòng quả thực anh có tình cảm với cô vì ngại cô có tình cảm với hồ cửu nên chưa bao giờ nói vậy mà bạch thố lại là chuột nhìn dáng vẻ thất vọng của mọi người nhìn mình bạch thố đau lòng cô biết mình mất tất cả chỉ có thể thất thiểu rời đi hiếu thủ gọi bác sĩ giỏi nhất đi tôi muốn chắc chắn gì thẩm không có chuyện gì. Nói xong hồ cửu quay về phòng chờ của cậu bé, nhìn đứa bé ngủ an yên, lòng hồ cửu có chút ấm áp. Chiến thần, bạch hố thật sự là. Túc trì vẫn muốn hỏi rõ. Không thấy sao, tôi đã từng gạt các cậu. Tôi, Túc Trì, có những lúc tôi còn bị bề ngoài đánh lừa. Chỉ là chúng ta nên biết, nên nhìn nhận, mọi thứ không như chúng ta muốn thì phải chấp nhận, không nên chấp nhất nói xong hồ cửu quay về chỗ chờ phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn cho tới gần khuya đèn báo của phòng phẫu thuật mới tắt đi bác sĩ dì thẩm sao rồi hồ cửu đứng bật dậy nhanh chóng hỏi tình hình có lẽ anh lo lắng cho dì thẩm là thật lòng đứa bé kia nếu không có gì thẩm sẽ ra sao ngoài ra chuyện của mẹ anh anh vẫn muốn biết rõ đã ổn định đã qua cơn nguy hiểm nghe vậy hồ cửu thở phào mà mọi người khi thấy bộ dạng này của hồ cửu thì có chút lạ lắm, trước giờ hồ cửu không gấp gáp tới vậy. À không, trừ chuyện lục thạc thì không gấp như vậy. Mà lúc này, hữu thủ nhận điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh ta tái đi. Túc chỉ thấy lạ liền quan tâm hỏi han. Có chuyện sao? Sao im rồi? Hữu thủ không biết nên nói sao, nhưng mà chuyện này có chút khó nói. Lục thạc, hủy hôn, bỏ đi rồi. Cái gì? Túc chỉ bất ngờ muốn hét lên. Hiếu thủ nhanh tay bịt miệng anh ta lại. Anh ta nhớ tới hôm qua vừa mới nói nhiều hơn vài câu, sao giờ lại là hủy hôn. Nếu Long chủ biết, e rằng anh ta không bị đánh què cũng bị phạt nặng. Cậu gây hỏa à? Nhìn vẻ mặt của hữu thủ, thì Túc chỉ đoán được có lẽ anh ta đã gây chuyện mới ra nông nỗi vậy. Tôi không, còn không mau đi tìm lục thạc đi. Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của hữu thủ, Túc chỉ không chịu được mà dục hữu thủ chỉ chỉ về phía hồ cửu. Phải nói, cậu đi nhanh, tìm ra lục thạc trước, tôi sẽ nói. Nhưng, nhưng nhị gì nữa, lục thạc là mối quan tâm của Long Chủ, tìm không ra mới là cậu tự đi cầu nhiều phúc đi. Bọn họ bị chuyện lục thạc dọa sợ, cũng quăng chuyện bạch hố ra sau đầu. Nhìn hữu thủ chạy đi như bay, túc chỉ lắc lắc đầu, sau đó cẩn trọng đến gần hồ cửu. Anh hồ cửu, có chuyện mỗi lần có chuyện thì đám người này đều xưng thân mật là anh hồ cửu còn có gì nhận không ra sao à là lục thạc cô ấy làm sao hồ cửu nhíu mày nhìn túc trì thật ra cô ấy rất khỏe chỉ là cô lục hủy hôn sau đó bỏ đi đâu chưa rõ cái gì nghe tin này hồ cửu ngẩn người sao lại hủy hôn này hỏi cô lục chứ tôi không biết túc trì buộc miệng trả lời anh ta làm sao biết Thực sự còn chưa biết đầu đuôi ra sao. Hữu thủ vừa rồi là đi đâu? Đi tìm cô Lục." Hồ Cửu tức giận, "Cậu ở đây, khi nào gì thầm tỉnh dậy và ổn định thì gọi tôi ngay." Nói xong Hồ Cửu rời đi. Chương 187: Bị bắt. Nhưng Hồ Cửu vừa tới sân bay, anh muốn đến thành phố ra tìm Lục Thạc thì lúc này Hữu thủ đã gọi đến. "Anh Hồ Cửu, cô Lục, cô ấy." Hiếu thủ không biết mở lời như thế nào, Lục Thạc đã đến phương bắc mà dường như là đi tìm hồ cửu thật sự. Không lẽ lời nói của anh buổi tối đã có tác động tới cô? Hay là hào danh đạt lại làm gì rồi? Mà điều này xem như không đáng nhắc tới, chuyện hữu thủ khó nói hơn là. Nói nhanh, đừng có cái kiểu ậm ừ đó. Hồ cửu có chút nôn nóng cùng tức giận. Nghe giọng nghiêm trọng như vậy thì hữu thủ cũng không dám chần chừ. Cô lục đến phương Bắc tìm anh, nhưng mà... Vào vấn đề chính đi, hồ cửu nghe được lục thạc đi tìm anh thì trong lòng nhộn nhạo không thôi khi nghe tới từ nhưng của hữu thủ thì tâm anh lại dấy lên dự cảm không lành cô lục dường như bị ai đó đưa đi hoặc là bắt cóc theo như ban đầu thì điểm đến là phía đông lại là phía đông hồ cửu nhíu mày thật đúng lúc anh ở đây còn chưa ấm chỗ thiếu chút nữa là biết được chân tướng sự việc năm đó giờ thì hay rồi dì thẩm vẫn còn đang trong quá trình điều trị còn bạch thố vừa đi lục thạc hủy hôn, lại bị đưa đến phía đông. Xem ra gia tộc bí ẩn kia đã không kịp chờ nữa rồi. Gọi lão Lý chăm sóc thằng bé cùng dì thẩm, tôi đến phía đông trước. Các cậu sắp xếp xong việc ở đây thì đi tới hội họp cùng tôi. Nói xong hồ cửu cúp máy. Giọng nói của hồ cửu làm cho hiếu thủ cảm thấy lần này xem ra không còn đơn giản như lần trước. Mất hơn 2 tiếng, đã là sáng sớm hôm sau, hồ cửu đã có mặt ở căn cứ phía đông. Vì vùng này giáp biển, khí hậu có chút gắt, thanh ngũ vì nhận tin đột ngột nên đã cho người liên tục thám thính tìm kiếm tung tích của lục thạc. Vẫn chưa có. Hồ Cửu vào vị trí trung tâm, nhìn sơ đồ mà thanh ngũ đã bày sẵn. Chưa có, nếu có tung tích sẽ lập tức báo với anh ngay. Thanh ngũ cũng vã cả mồ hôi rồi. Gì chứ? Lục thạc kia là vợ, là người mà hồ cửu quan tâm nhất. Nếu cô lục này mà có chuyện, e rằng hồ cửu càng không cần nghĩ trước tính sau, mà đại khai sát giới. Có thể lắm đó. Nhìn hồ cửu thế kia, thanh ngũ cảm nhận được sát khí nặng nề bao trùm. Căn cứ của bọn gia tộc bí ẩn ở đâu? Anh vừa nói vừa nhíu mày quan sát bản đồ cùng sơ đồ trước mặt. Theo điều tra, liêm gia nằm ở vùng trung tâm này, họ chuyên làm nghề hàng hải cùng khai thác thủy sản. Tôi nghĩ nếu liêm gia làm việc cho gia tộc bí ẩn, vậy thì gia tộc này không thể ở xa được. Hồ Cửu nhìn các phân tích có sẵn trong mấy ngày qua của Thanh Ngũ, quan sát địa hình cùng tình hình kinh tế, chính trị dạo gần đây ở khu vực này. Thế lực ngầm của bọn họ ở đâu? Cũng là nằm thành vòng tròn bao quanh khu trung tâm của Liêm Gia. Thanh Ngũ nhanh chóng vẽ ra một vòng trên sơ đồ bối cảnh. Nhìn lướt qua sơ đồ này, Hồ Cửu chợt nhớ gì đó. Lần trước anh nhớ Bạch Thố có dùng một mùi hương rất dễ chịu. Ở đây có nơi nào chuyên sản xuất hương sen, nước hoa liên quan tới sen, hoặc gì đó có mùi hương sen. Hồ Cửu nhớ rõ, mùi hương đó thanh khiết vô cùng, đó là hương sen trắng, chính là sen trắng. Anh còn định hỏi cô ta hương này ở đâu để tặng cho lục thạc, chỉ là chưa có cơ hội. Sen, ở đây không có nơi nào sản xuất nước hoa, mà khí hậu cũng không thể trồng được quá nhiều sen. Nhưng sau đó như nghĩ ra gì đó, thanh ngũ chợt nhớ. Nhưng có một làng nhỏ ở ngoại ô, cách khá xa khu trung tâm. Nơi này cũng chỉ là làng quê bình thường, tôi cũng chưa từng tới, chỉ là nghe nói ở đây người dân trồng rất nhiều sen. Tuy số lượng không lớn, nhưng cả làng chỉ có sen. Chợt Thanh Ngũ nhận ra mình đã bỏ qua điểm quan trọng. "Xin lỗi anh Hồ Cửu, tôi sẽ nhanh chóng cho người tới đó." "Tôi đi cùng." Hồ Cửu quyết định sẽ đích thân tới đó. Bọn người kia đưa Lục Thạc đi suy cho cùng cũng chỉ muốn trực diện ra mặt cùng anh mà thôi nhưng hữu thủ cùng túc chỉ vẫn chưa tới. Thanh ngũ hơi lo lắng, dù sao ở đây vẫn là đất của bọn người gia tộc bí ẩn. Làm sao có thể nói là an toàn tuyệt đối. Cuống hồ bọn họ còn giữ lục thạc. Để người báo cho họ địa điểm, cho họ tới sau đi. Nói xong hồ cửu cũng dứt khoát lên xe. Trên xe, thanh ngũ liên tục mở định vị để giả soát, nhưng quả nhiên, khi vào gần làng này, định vị và hệ thống điện tử hầu như khó mà liên lạc được. Hư trò vặt nói xong hồ cửu tự tay nối lại các dây kết nối thiết lập một loạt tín hiệu lệnh truyền rất lạ thanh ngũ cũng thấy không hề quen mắt hệ thống liên lạc nội bộ thanh ngũ nhận ra sau khi nó hoạt động đây là một hệ thống liên lạc nội bộ dù là thiết bị gì đi nữa cũng không phá vỡ được sóng truyền này Hiếu thủ và túc chỉ sẽ nhận được sao hồ cửu cười nhìn thanh ngũ họ tới ngay thôi tín hiệu này khá lạ đưa tôi xem Nhìn vào màn hình định vị, hồ cửu cười âm hiểm hơn, không khí xung quanh lạnh vô cùng. Ngôi làng mà cậu nói bình dị, bình thường lại có ẩn bum năng lượng mạnh đấy. Nếu như những quả bum này nổ hoàn toàn, e rằng trong phạm vi bán kính 5 cây số đều sẽ ảnh hưởng, mà khu vực này chỉ toàn người dân. Không nghĩ cũng biết hậu quả thế nào. mươi 188, Giáp mặt Bạch Long. Thanh ngũ nghe xong cũng hơi run rẩy, quả thực dù là quân nhân nhưng nhiệm vụ của anh ta trước giờ chỉ là bảo vệ thành phố ra. Mà các thành phố như thế thì lấy đâu ra chiến tranh hay bom mìn gì chứ? Chưa kể, đây lại là vũ khí hạng nặng. Theo kiến thức lý thuyết thanh ngũ có được, bom này sức công phá khá lớn. Nhưng làm cách nào bọn họ có thể đưa chúng vào được làng, lại bố trí được lượng lớn như vậy? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có phải nên quay về căn cứ bản tiếp? Thanh ngũ càng lo lắng hơn không kịp hồ cửu lắc đầu anh biết nếu như gia tộc kia đã có chuẩn bị thì bọn họ đã biết sự hiện diện nhóm người của anh bây giờ quay về thì chẳng khác nào rút dây động rừng cơ bản bọn người kia cũng chưa biết là anh và người của anh đã biết nơi này có bom xem ra còn có cơ hội tìm và vô hiệu hóa số bom chết tiệt kia thanh ngũ quân nhân ở khu vực phía đông có thể điều động là bao nhiêu hồ cửu chợt nhớ tới ở từng nơi đều có lực lượng quân nhân tinh nhuệ tuy nói tinh nhuệ nhưng họ thua xa quân đội cận chiến ở chiến trường. Chỉ là có vẫn hơn không? Tới thời điểm thích hợp, tôi sẽ giao cho cậu quân lệnh. Cậu đem quân lệnh này tới tổng chỉ huy khu vực phía đông. Thanh ngũ chăm chú nghe, căng thẳng đến mức không dám ngắt lời. Phải giao tận tay cho tổng chỉ huy khu vực là từ Trấn Nam, không được giao cho bất kỳ người nào khác. Nhớ không? Thật ra, với hồ cử việc đi ra sinh tử chiến trường đã luyện anh một độ nhạy bén cao chưa kể thân thủ phi phàm anh có thể thoát khỏi là chuyện bình thường chỉ là lục thạc cùng những người dân xung quanh thì sao họ vô tội chưa kể bom được kích hoạt thì sức tàn phá này quá mức cao đất đai tài nguyên sẽ ảnh hưởng người dân dù sống sót thì sao chứ mất tất cả hồ cửu nhiều mày xem ra anh đánh giá thấp bạch long rồi ý định của bạch long không chỉ là cánh cửa kia mà còn là thâu tóm quyền chính trị mọi nơi được lắm có gan đem bom vào thì cũng có gan nhận hậu quả. Thanh Ngũ đưa được số bom đó vào chắc chắn mình gia tộc đó không làm được. Ánh mắt anh nói đến đây có vẻ tức giận, ẩn chứa sự tức giận cực độ rồi nhìn Thanh Ngũ. Ý anh, quân Ngũ có người hỗ trợ. Thanh Ngũ cũng đoán ra. Đừng nói là bom hạng nặng, loại vũ khí nguy hiểm như thế dù chỉ là loại thường khi di chuyển rất dễ phát hiện. Chưa kể từ đâu mà có bom này nếu mua từ bọn buôn vũ khí thì làm cách nào đem vào nếu không có quân đội hậu thuẫn cho nên quân lệnh của tôi chỉ được được cho tổng chỉ huy khu vực từ trấn nam không được cho ai khác biết cậu biết làm gì rồi chứ hồ cửu nghiêm trọng nói thanh ngũ gật đầu dừng xe hồ cửu ra lệnh cả một đoàn bốn chiếc xe dừng lại ở cổng làng để tôi một mình các cậu quay về nhớ nói rõ sự việc với từ trấn nam Hồ Cửu nói xong thì kéo cửa xe bước xuống. Nhưng, đi đi, đây là lệnh. Thanh Ngũ không còn cách nào phải quay về. Không phải Hồ Cửu sợ gì, mà Hồ Cửu muốn Bạch Long tin tưởng, Hồ Cửu là tin chắc bản thân thắng nên mới một mình đi đến. Bạch Long chắc chắn quan sát được, cũng sẽ để bọn họ đi. Điều Hồ Cửu hy vọng lúc này chính là hữu thủ có thể đến kịp để cùng Thanh Ngũ gặp từ trấn Nam. Tổng chỉ huy này là thuộc hạ của anh, chỉ cần từ trấn Nam biết chuyện tự khắc sẽ biết cần làm gì vị trí tổng chỉ huy này cũng do một tay anh cất nhắc cậu ta anh là hồ cửu người thanh niên trước mặt anh vô cùng nho nhã trên người phảng phất hương sen nhìn có vẻ vô hại nhưng ánh mắt của cậu ta lại lóe lên sự tự đắc nói bạch long người cũng đã tới đừng chơi trò trốn tìm không hay đâu hồ cửu nhíu mày nhìn người thanh niên kia dĩ nhiên người này chính là ngài tuệ trong miệng của bạch hố anh hồ cửu quá mức nôn nóng rồi. Ở chỗ chúng tôi, nên từ từ một chút sẽ tốt hơn. Ngài Tuệ cũng không yếu thế, cười nói bình thường. Mà hồ cửu nhận ra, ở đây người dân trên người không hề có hương sen. Nhưng những kẻ từ gia tộc bí ẩn lại có mùi hương này. Đây có lẽ, không phải là hương trăng. Ồ, tôi vốn quen nhanh gọn thôi, không giống chủ nhân các người lắm, xem nào. Hoặc là cậu để Bạch Long gặp tôi hoặc là tôi dẫn cậu đi gặp Bạch Long. Tư, dẫn, này hồ cửu cắn chặt, ánh mắt hiếp lại vô cùng nguy hiểm, trên người là khí thế bức người. Sát khí cuồn cuộn trào ra. Ngài tuệ dù xem như tự nhận bản thân tài giỏi, có căn cốt luyện trận pháp cùng thuật thủ ấn. Chỉ là, đứng trước vị chiến thần đại danh đỉnh đỉnh này, cậu ta không là gì cả. Khí thế này bức cậu ấy lùi về vài bước. Ngài tuệ nhíu mày, xem ra người này quả thực lợi hại, bản thân không phải là đối thủ của hồ cửu mời anh hồ cửu đi theo tôi. Co được rũi được mới là người khôn. Ngài Tuệ tuy là kẻ tự cao, nhưng cũng biết điểm dừng, cậu ta biết lục thạc còn ở trong tay họ, thì hồ cửu cũng không thể làm gì. Ngược lại bước ép hồ cửu ra tay chỉ rước thêm phiền phức. Một căn phòng trúc thanh nhã theo kiểu cổ xưa, một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài trắng, nho nhã thưởng trà. Trong phòng trang trí bằng hoa sen tươi nở rộ, vô cùng thanh tịnh, cảm giác như không nhiễm bụi trần. Hồ Cửu ung dung bước vào, tự do ngồi trước mặt người mặt áo dài trắng kia. Trên bàn có vài ly trà đã pha sẵn, còn bốc khói. Anh tiện tay nhấc một chung trà, nhấm nháp. Tuy là tùy tiện nhưng phong thái cùng khí khái có thể nó là áp chế người trước mặt. Quả không hổ là chiến thần. Bạch Long nhìn anh bằng ánh mắt thưởng thức, chương 189, cứu lục thạc. Hồ Cửu hít mắt nhìn người đàn ông đối diện, cũng không biểu hiện gì mấy, đặt chung trà xuống bàn. Trà thanh nhã, sen thanh tịnh, lẽ ra phù hợp với người có tâm lành mới đúng." Giọng nói trầm ấm có từ tính của Hồ Cửu vang vang cả căn phòng. Hương sen phảng phất vô cùng dễ chịu, nhưng Hồ Cửu lại nhíu mày. "Trình vì tâm chưa ăn, nên mới cầu được an." Bạch Long lắc lắc đầu cười, nói xong uống một chung trà. "Bạch Long, không biết ông mời vợ tôi tới đây để làm gì?" Hồ Cửu cũng không muốn dây dưa một kẻ tìm nơi vô cùng thanh tịnh an yên làm nơi gây ra chiến tranh thì cầu an yên sao? Đó là vì hắn chưa ở chiến trường, chưa nhìn thấy đống thịt bầy nhầy, chưa thấy được cảnh đồng đội vào sinh ra tử chết trước mặt mình. Hắn cũng chưa từng chịu nổi đau người thân chia ly, càng chưa phải nếm trải sự tàn khốc trên chiến trường. Vì vậy hắn mới có thể kéo những thứ bất tịnh kia vào nơi bình an như thế này. Vợ, theo tôi biết cô Lục không còn là vợ cậu. Và lại, tôi là mời cô Lục, cô ấy cũng tự nguyện tới. Bạch Long nói xong lại quan sát Hồ Cửu, ông ta mong có thể tìm được sự dao động trên gương mặt của Hồ Cửu. Tôi đã hiểu tại sao Lão Hắc thất vọng về ông rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của Bạch Long, hắn ta cho rằng Hồ Cửu sẽ có chút dao động, rồi không biểu cảm gì. Đằng này, Hồ Cửu lại nhắc tới Lão Hắc. Liên quan gì Lão Hắc sao? Bạch Long hơi bất ngờ, có chút nhíu mày. Tôi luôn tự hỏi, sao Lão Hắc lại hà khắc với tôi? tôi từng oán trách ông ta chỉ là nhờ ông tôi hiểu lão hắc lại yêu thương tôi vô cùng yêu thương tôi nói xong hồ cửu lại cười một nụ cười thật sự phát ra từ chân tâm làm cho bạch long khó chịu ấy đừng vội khó chịu tôi nghĩ người như ông sẽ tịnh tâm khá tốt tiếc là sen trắng không hợp với ông anh thở dài làm như đáng tiếc chưa kể bạch thố con gái ông có lẽ bề ngoài thuần khiết như sen nhưng bản chất vẫn là bùn nói đến đây hồ cửu nghiêm giọng vô cùng uy áp sát khí bắn ra bốn phía mà bạch long khi nghe hồ cửu nói về con gái như vậy thì không nhịn được ánh mắt cùng mang đầy sát khí bắn về phía hồ cửu anh hồ cửu sao anh có thể nói em như thế bạch thố lúc này xông vào tôi nói sai sao hồ cửu liếc cũng không thèm liếc biểu cảm gương mặt không hề có chút dư thừa tự xem đi cái gì là tình cảm vô dụng bạch long nghiêm nghị nói với bạch thố anh nhìn bộ dạng của hồ cửu cô ta vô cùng đau lòng từ hôm qua rời đi cô nhận được tin ngài tuệ nói đã mời lục thạc về làng sen bạch thố biết lục thạc là người quan trọng với hồ cửu cô tức tốc về lại đây tuy đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng mọi người cùng cha cô vẫn không muốn thả lục thạc dù sao cuộc chiến nội bộ này thì liên quan gì tới người khác cô không ngờ cha mình lại có thể lấy một người phụ nữ ra để uy hiếp người khác trong lòng cô lúc này đặt ra nghi vấn, bao năm qua cô làm đúng rồi sao? Đừng nhìn tôi như thể tôi làm gì sai với cô, bạch thố à, không bùn thì không sen, có lẽ hiện tại cô chỉ là bùn, mà lẽ ra cô nên là đóa sen này mới đúng. Nói xong hồ cửu lấy ra cành sen trắng vừa chớm nở trên bàn trà, hương thanh khiết phảng phất, khiến tâm tình dễ chịu. Chỉ là cô đã chọn làm bùn, bùn là bùn, mà sen là sen, dù là bùn là thứ hỗ trợ cho sen, nhưng mãi mãi vẫn không thể là sen. Mà cô đã chọn làm bùn nhão rồi. Còn sen, nhìn đi, đây là thứ cô muốn. Hồ Cửu nói lời ẩn ý, nhìn sang Bạch Long. Bề ngoài ông ta đạo mạo, nhìn thanh thuần, nhưng tâm tư lại chưa hề thanh thuần cả. Mưu đồ cùng tham vọng của ông ta quá lớn, chiếm cả tâm ông ta. Tôi có gì sao, chiến thần như cậu thì tốt sao. Nhìn đi, còn không bị quấn thân nhiều thứ, còn không bị ràng buộc chỉ cần cậu có thể ủng hộ tôi, tôi cam đoan cậu được nhiều hơn bây giờ. Bạch Long lúc này cũng không ẩn thân dưới lớp hiền đức gì đó, ánh mắt sáng rỡ, toát lên sự tham vọng. Ông nói tôi sẽ có được nhiều hơn, hay vẫn là sự quản lý của ông, chiến thần vẫn chỉ là chuyển từ một ban quản lý này qua ban quản lý khác. Có gì khác nhau? Hồ Cửu cảm thấy nực cười. Có phải đám người này bị quyền lực che mở lý trí? Cậu đừng nói nhiều, đã đến đây hoặc là tham gia quyền lực với tôi hoặc là chết. Chẳng phải ông nên đưa lục thạc ra, rồi nói câu cho hai người chết chung sao? Tôi có chết cũng muốn chết chung với cô ấy. Hồ cửu nhíu mày nhìn Bạch Long. Hừ, đồ điên. Bạch Long không bắt kịp suy nghĩ của Hồ Cửu, nhất thời thốt ra. Anh Hồ Cửu, anh đi đi, đừng ở đây. Bạch Thố gạt nước mắt đang lăn dài, dục Hồ Cửu. Không có lục thạc, tôi tuyệt đối không rời đi còn phải nhổ tận gốc cái gia tộc này ánh mắt anh kiên quyết nhìn thẳng về phía bạch long lục thạc cô ấy ở ngoài rồi em đã an bài mau đi đi một đường tới hồ sen từ đó đi ra ngoài đi đi nói xong bạch thố chắn trước cha mình bạch thố đồ ngu ngốc con biết đang làm gì không hả nhanh nếu không sẽ không kịp dù sao xem như đây là nợ em phải trả cho anh ánh mắt bạch thố kiên quyết nước mắt lăn dài Hồ Cửu nhanh chóng rời đi, bây giờ điều anh quan tâm chính là an nguy của Lục Thạc. Anh không để ý nhiều như thế, huống hồ Bạch Thố cũng là con gái Bạch Long, sẽ không có nguy hiểm gì. chương 190, Bạch Thố vì anh. Bạch Long nhìn thấy Hồ Cửu rời đi, bao nhiêu kế hoạch trong nháy mắt cứ như thế thành công cóc. Bạch Thố, con tránh ra, con có biết bản thân đang làm gì không hả? Ông ta giống giận. Cha à, con thật lòng yêu anh ấy xem như vì con để anh ấy đi đi bạch thố lên tiếng cầu xin huống hồ chuyện chúng ta đang làm là đúng sao cô ngước ánh mắt đẫm nước mắt nhìn cha mình lần đầu tiên trong nhiều năm qua cô nghi ngờ thật sự nghi ngờ sâu sắc nhiều năm trước cô cũng cho rằng cha đã chết cô đau lòng đến chết đi sống lại nhưng dưới cô còn em trai trên có ông nội cùng mẹ bản thân cô tự vấn phải cố gắng nếu không thì mọi thứ cha hy sinh đều vô nghĩa cho đến khi cha của cô chủ động liên hệ với cô lúc biết cha còn sống cô mừng như điên muốn báo cho mọi người nhưng mà bạch long lại muốn cô giữ bí mật vì để thuận tiện làm việc bạch thố cùng bạch long lên kế hoạch để hoàng đàn phát sinh lòng tham giam cầm bạch thố tách rời với bạch cư cùng mẹ và em trai quả thực với thực lực của hoàng đàn không thể nào cầm chân bạch thố được cứ như vậy nhiều năm qua Tuy bạch thố bề ngoài là bị hoàng đàn giam, nhưng thực chất là bị gia tộc bí ẩn cùng bạch thố dựng lên màn kịch này. Nếu hồ cửu không cứu cô, thì bọn người gia tộc bí ẩn cũng có cách để bạch thố tiếp cận chiến thần hoặc nhân vật nào đó tương đương. Chỉ là, bạch thố may mắn vậy mà được gặp chiến thần thật. Ngu ngốc, con không hiểu, đám người sâu mọt kia đạo đức đổi bại ra sao chứ? Con thấy sao? Bà cô của con bạch nhược, có biết vì sao thiếu chút nữa kết hôn với lão hắc mà lại ẩn cư không? ông nội con lão hắc cả con mãi mãi không biết bạch long nhìn bạch thố bằng ánh mắt rực lửa cảm thấy đứa con gái này quá mức ngu ngốc con nhưng con biết bà là vì thương lão hắc mới như thế bạch thố ánh mắt kiên quyết bà bạch nhược của con chính là bị đám người kia nhìn chúng ra cảnh bạch ra nhìn chúng nhan sắc kia nói đến đây bạch long lại lóe lên tia lửa giận tuệ đâu rồi ông quát to ngài tuệ nhanh chóng đi vào đến hồ sen dù là giết cũng phải lôi xác hồ cửu cùng lục thạc về cho tôi." Ngài Tuệ cúi đầu định đi. Bạch Thố lại quát to vô cùng gấp gáp, ánh mắt long lanh. "Ngài Tuệ, đừng đi, xin anh." Hắn ta nhìn Bạch Thố như vậy thì vô cùng đau lòng, có hơi chần chừ. "Hừ, đừng quên chúng ta cần làm gì." Như được Bạch Long nhắc nhở gì đó, Ngài Tuệ nhanh chóng dẫn người về phía hồ sen. "Cha, sao cha phải làm như vậy? Chẳng phải chúng ta có thực lực?" vậy cứ làm đi làm gì cha muốn đâu cần làm gì hồ cửu hừ ngu ngốc đông uy còn chiến thần thì mãi mãi chúng ta không thể thuận lợi làm gì được hắn ta cũng đâu cần con việc gì con tự làm khó mình bạch long nhíu mày nhìn bạch thố mặc kệ thế nào hôm nay con kiên quyết không để cha động vào anh ấy đừng nghĩ ta không làm gì con nghe bạch thố nói vậy bạch long quát lớn cha con xin cha coi như con gái xin cha lần này không thể bạch nhược bà của con ai thương xót cho bà ấy con có biết bà ấy là bị bọn người kia ép làm nhân tình chính vì không ép được lại dùng lão hắc ép bà ấy nói đến đây bạch long nghẹn lại bạch nhược là cô của hắn cũng là người thương yêu hắn từ nhỏ mất mẹ hắn được bạch nhược yêu thương chính là cái đêm đó hắn còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết nghĩ rằng chiến thần vô cùng cao quý muốn nhận lão hắc làm sư phụ được thừa nhận danh vị chiến thần cống hiến cho đông uy là đêm đó hắn tới nhà bạch nhược còn chưa nói được vài câu đã có người tới dường như bạch nhược cùng thấy điểm không lành mới dùng mọi cách giấu bạch long trong tủ quần áo hắn tận mắt nhìn từng người một ép uổng cô mình ra sao tận mắt nhìn ánh mắt cô hắn cầu xin hắn đừng đi ra chỉ là không sao chuyện này bà không nói ai ông nội có thể không thể nếu nói ra Lão Hắc sẽ liều mạng với ban chính trị, mà ông nội cùng lão Hắc sẽ là người chịu thiệt. Quả thực thời điểm đó, ban chính trị nắm quyền kiểm soát, mà một phần bọn họ càng không muốn chiến thần cùng Bạch gia có qua lại. Uy hiếp quá lớn. Nhưng bà, bà cô nhiều lần muốn chết, nhưng nếu bà chết, lão Hắc sẽ nghi ngờ, cho nên mới có lý do kia rồi ẩn giật. Bạch Long thở dài, mà Bạch Thố nghe xong cũng bàng hoàng nhiều năm như vậy ông nhìn được sự tàn nhẫn cùng thối rửa chỉ là ông chưa đủ lực cho nên mới chờ một ngày này nhưng oan gia quả là oan gia con gái ông lại yêu chiến thần bà cô là lựa chọn im lặng chịu đựng là vì yêu con hôm nay cũng là chọn như vậy có thể anh ấy không yêu con nhưng cũng là lỗi ở con phản bội lòng tin anh ấy nói xong bạch thố nhanh chóng đuổi đến hồ sen muôn ngăn cản ngài tuệ mà bạch long nhìn thấy thì đứng đó nhắm mắt suy nghĩ Hắn ban đầu là vì trả thù, sau đó dường như lún sâu rồi. Lục Thạc, em ở đâu? Hồ Cửu tìm kiếm xung quanh ao sen khô. Vì trời hanh khô sen ở đây khô nước, tuy có hơi khó đi nhưng vẫn có thể đi được, lá sen cao quá đầu người, rất khó nhìn thấy. Lục Thạc ở một góc nghe được giọng Hồ Cửu thì vừa mừng vừa tủi. Hồ Cửu, em ở đây. Nghe thấy giọng Lục Thạc, Hồ Cửu nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy Lục Thạc vẫn còn mặc váy cưới, đuôi váy lấm lem bùn đen, bộ dạng chật vật. Hồ Cửu biết cô là từ hồn lễ chạy thẳng tới tìm anh, còn chưa gặp anh lại bị bọn họ đưa đi. Có anh, đừng sợ. Hồ Cửu ôm lấy lục thạc. Cô nhìn anh nước mắt cứ thế tuôn ra. Đừng khóc, chúng ta đi khỏi đây trước. Vừa nắm tay lục thạc kéo cô đi, ngài tuệ đã đem người tới. Chiến thần, anh định đi đâu vậy? Bạch gia chủ có lòng tốt mời khách, nên ở lại mới phải phép. Tôi đi đâu còn cần xin anh sao? Anh nghĩ anh ngăn được tôi? Hồ Cửu kéo Lục Thạc ra sau lưng, ánh mắt Trần đầy lạnh lẽo nhìn ngài Tuệ cùng đám người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 191: Có người chết. Lục Thạc nghe ngài Tuệ gọi Hồ Cửu là chiến thần thì có hơi hoảng hốt, ánh mắt cô nghi hoặc nhìn cả hai. Chiến thần, chỉ bằng cứ ở lại làm khách không tốt hơn sao? Ngài Tuệ mở lời, cảm giác như là đang uy hiếp nói quá nhiều hồ cửu lạnh nhạt nói nhìn thấy tình thế không thể nào khác ngài tuệ ra hiệu nhưng thuộc hạ khác lần lượt tiến lên nhưng rất nhanh hắn ta được mở mang tầm mắt còn chưa kịp thấy hồ cửu ra tay thế nào một nhấc chân vung tay của hồ cửu đã làm cho ba bốn gã tay sai văng ra xa những tên này rơi theo quán tính không có chỗ chống đỡ nên làm gãy nát cả lá sen chống trải đi một mảng quả không hổ danh là chiến thần Ngài Tuệ bắt đầu ra tay, hắn ta thực hiện hàng loạt ấn chú. Mà Hồ Cửu bên này cũng ứng phó qua. Một loạt động tác quái lạ, ngay tại ấn ký của Hồ Cửu phát ra ánh sáng vàng bao trùm lấy lục thạc. Từ ấn ký của Ngài Tuệ vọt ra một đạo ánh sáng xanh dương. Trò vặt. Hồ Cửu nhìn Ngài Tuệ bằng ánh mắt khinh thường, phóng ra một ánh sáng đỏ từ ấn ký khác. Mắt Ngài Tuệ trừng lớn, hắn chưa từng thấy có người có thể phá giải được ấn ký cũng chưa từng thấy ai có thể cùng lúc dùng hai lần ấn ký liên tiếp phải biết các hồn thuật đòi hỏi sự nhuần nhuyễn tập trung cao độ tinh lực hầu như rút cạn ngài tuệ được mệnh danh ngài dù rất trẻ tuổi vì hắn có căn cơ bạch long thu nạp dạy dỗ từ nhiều năm biết bao nhiêu người đều không thể qua được kiểm tra nhưng hắn một đường thuận lợi hắn hành sự luôn một đường thuận lợi tự cho rằng bản thân có chỗ tốt cũng chưa có đối thủ so đo không phải hắn tự cao chỉ là hắn cho rằng những người có thể hơn hắn hiện tại ở độ tuổi như lão hắc hoặc bạch long hồ cửu suy cho cùng không lớn hơn hắn nhiều tuệ dừng tay giọng bạch thố từ xa vọng tới hồ cửu không nương tình thẳng một cước đạp vào ngực của ngài tuệ hắn văng ra xa đè bẹp một góc hoa cùng lá sen lại thêm bùn lấm lên áo trắng nhìn vô cùng chật vật ánh mắt ngài tuệ lóe lên lửa giận là sự háo thắng muốn tranh tài cùng hồ cửu cậu còn non và xanh lắm đừng cố thể hiện hồ cửu thu về ấn ký cười tự tin nhìn ngài tuệ bạch thố ánh mắt đỏ hoe chạy lại anh hồ cửu anh không sao chứ? hồ cửu cũng không trực tiếp trả lời bạch thố mà lắc đầu tỏ vẻ đều ổn anh vẫn có một sự mâu thuẫn với bạch thố tuy biết tình cảm bạch thố dành cho anh là thật nhưng đã đứng ở hai bên đối lập nhau càng không thể làm gì khác chưa kể đời này anh khó có thể có tình cảm với ai ngoài lục thạc có những tình cảm thiếu sự ấm áp, thiếu chút phung bồi, nhưng nó là dây dưa không dứt. Chúng ta đi thôi. Hồ Cửu cũng không nhìn Bạch Thố, rứt khoát đưa Lục Thạc đi. Ánh mắt của Bạch Thố khiến cho Lục Thạc có chút khó chịu, đều là phụ nữ với nhau, sao cô không hiểu kia là ánh mắt gì chứ? Hồ Cửu, anh thực sự là chiến thần. Lục Thạc bị dọa sợ, tuy được Hồ Cửu kéo tay đi, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Ừm, từng nói em rồi, là em không tin chợt lúc này lục thạc nhớ từ đầu hồ cửu từng nói với cô chỉ là cô lựa chọn không tin anh mà thôi đi thôi chúng ta sẽ nói sau hồ cửu dứt khoát kéo lục thạc đi nhanh khỏi hồ sen bạch thố cô điên rồi à ngài tuệ gào lên lúc này hắn ta chật vật đứng dậy nhìn về phía hồ cửu kéo lục thạc bỏ đi anh không phải là đối thủ của anh ấy bạch thố lạnh lùng nói khác hẳn dáng vẻ lúc nãy trước mặt hồ cửu nhìn cô ta như vậy ngài tuệ có chút khó chịu. đi, đuổi theo cho tôi. ngài tuệ cũng không quan tâm bạch thố, gạt cô một bên, sau đó tiếp tục ra lệnh truy đuổi. mà bên này thanh ngũ cũng đã thành công gặp được từ chấn nam, tuy là cũng không thuận lợi lắm, nhưng chật vật một hồi cũng có thể vào được bên trong quân khu. thiếu chút bị đánh mất cái mạng này. gián điệp hay là ai cử tới? từ chấn nam uy chấn theo chiến thần từ lâu nay, cho nên uy áp kia không thể khinh thường lấy đồ trong túi áo phải, ngài sẽ rõ. Mặt mũi thanh ngũ bầm dập, lại còn bị năm sáu tên lính đè xuống. Từ chấn nam nhìn thanh ngũ, sau đó để thuộc hạ lấy đồ từ túi áo phải của anh ta. Sao cậu, lại có cái này? Từ chấn nam nhìn liền biết, đây là hiệu lệnh nguy cấp, chỉ có chiến thần mới dùng được. Ngài để họ thả tôi ra có được không? Thanh ngũ bất mãn nói. Dù sao anh ta cũng đang bị đè bẹp, nói kiểu gì được chứ? Thả cậu ta ra." Từ Trấn Nam nói xong đám lính kia cũng buông thanh ngũ ra. "Nói rõ, báo cáo, tại làng Sen có phát hiện bom hạng nặng, sức công phá trên 5 cây số. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ, chiến thần đã tới đó trước." Thanh ngũ nghiêm trang, dù sao cũng là quân nhân chính thống, nghiêm chỉnh chào báo cáo. Nhìn bộ dạng này, Từ Trấn Nam không quá bất ngờ, người bên cạnh chiến thần đều là quân nhân là chuyện dĩ nhiên. Chỉ là, cái gì Bom. Hạng năng. Không cần chào báo cáo, nói rõ, chiến thần sao lại đến đó rồi. Nghe thấy chiến thần đã đến trước thì vô cùng bất ngờ, lại lo lắng không thôi. Đại tướng hữu thủ, cùng túc trì cũng đang đến đây. Có lẽ họ tới sân bay rồi, sẽ tới thẳng làng sen. Các cậu bị ngu à, sao lại để chiến thần tới đó chứ? Người của cậu đâu rồi? Từ chấn nam quát lớn. Chiến thần ra lệnh, phải, đi về để quân đội chuyên nghiệp tới, âm thầm phá bom. Nhưng tại sao bom lại vào được mà tôi không biết? Ánh mắt từ chấn Nam cũng nhíu lại, chợt nhớ tới điểm mấu chốt. Cái này, ưm um hỏi ngài mới đúng. Thanh ngũ cũng nhíu mày, không yếu thế. chương 192, ánh mắt cuối cùng từ Trấn Nam nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Nếu như vũ khí hạng nặng có thể vào được đây thì phải biết qua rất nhiều tầng kiểm tra an ninh, chưa kể còn có radar không thể nào có chuyện bom hạng nặng tồn tại ở ngay một ngôi làng như thế kia mà thân là tổng chỉ huy như anh ta lại không biết. Ý cậu là, tôi không có ý gì, là ý của chiến thần, đừng hỏi ý tôi. Thanh ngũ cũng không ngốc, anh ta không trực tiếp nói ra, chỉ là muốn từ chấn nam tự có cách ứng phó. Đừng nói là có kẻ hai mang hay không, hiện tại với tư cách của thanh ngũ cũng khó nói ra thành lời. Cứ mượn ý chiến thần đi. Dù sao chiến thần nói luôn luôn đúng, không phải sao hiện tại cần phải đưa quân cứu chiến thần từ trấn nam nhanh chóng quyết định ngài vẫn thiếu thiếu thanh ngũ gật đầu nói nhỏ vào tai từ trấn nam gì đó biểu cảm của từ trấn nam chính là bất ngờ nghiêm trọng khó nói và tính toán ánh mắt anh ta lóe sáng lên như nghĩ ra gì đó cứu thủ sẽ tới đúng không thanh ngũ gật gật đầu liên hệ anh ta trước đi nói anh ta chúng ta sẽ hội họp tại căn cứ riêng của chiến thần từ Trấn Nam biết hiện tại đem quân đi tới làng sen sẽ càng bước dây động rừng, đừng nói là chiến thần có an toàn hay không, mà quả bom kia còn không phân biệt ai đâu. Ngài có vẻ rất từ tốn. Thanh ngũ sờ sờ vết bầm trên mặt, sau đó cảm thán nói. Từ Trấn Nam cũng biết lúc nãy là thuộc hạ anh ta đánh quá tay, cũng không trách được. Bạo lực một đường tiến vào quân doanh, không nói không rằng một hai đòi gặp tổng chỉ huy. Nếu là từ Trấn Nam lúc trước, e rằng cũng đánh không ra hình người mới thôi. Quân doanh dễ vào vậy sao, nhưng kiên trì tới được bây giờ cũng xem như thanh ngũ có thực lực. Thanh ngũ nhanh chóng liên hệ cho hiếu thủ cùng Túc Trì, sau đó cùng từ Trấn Nam đi tới căn cứ mật của bọn họ. Nói là căn cứ mật nhưng đây vẫn là một căn biệt thự có khuôn viên rộng lớn, tất nhiên là được hồ cửu bày trận pháp, lắp đặt các thiết bị cần thiết. Hầu như ra đa hay sóng âm gì gì đó cũng không bắt đường tín hiệu. Đây là căn cứ của mọi người đẹp đúng không? Thanh ngũ tự hào nói. Ngay từ lúc hồ cửu lựa chọn thanh ngũ, cũng là đã cho thanh ra một cơ hội. Biệt thự này đặc biệt chọn ra nhằm ẩn danh mọi người, cũng là dùng gia tộc thanh ra che đậy mọi thứ. Thanh ra một lòng phò tá long chủ, cho nên sau khi gia tộc bí ẩn bị dọn dẹp thì có lẽ ở đây sẽ có một đại gia tộc lớn họ thanh đứng lên. Cho nên biệt thự này thanh ngũ cũng cất công vô cùng, lại thêm hồ cửu bầy trận, xem như viên mãn đại tướng hữu thủ cùng túc chỉ có lẽ đã tới rồi nhanh thôi nào thanh ngũ còn nôn nóng hơn cả từ trấn nam ngay khi biết được có bom hạng nặng ở đây lòng anh ta lo lắng không thôi đừng nói là anh ta lo lắng cho dân chúng vô tội không mà thứ anh ta lo lắng nhất chính là an toàn của long chủ sau đó chính là sinh cơ của vùng đất khối lượng bom đó đủ thay đổi kết cấu làm đứt gãy mạch ngầm vậy thì xong rồi thanh ngũ sao cậu lại để anh hồ cửu một mình tới đó cậu muốn chết rồi à hữu thủ tức giận khi thấy thanh ngũ đã quát lên đó là lệnh tôi là trái được sao các anh dám trái lệnh không nhìn dáng vẻ tức giận của hữu thủ thanh ngũ cũng đồng cảm chỉ là anh cũng có nổi khổ riêng nếu có thể sống chết cùng chiến thần đó cũng là một loại vinh hạnh chuyện cậu nói là thật có bom hạng nặng túc trì nhanh chóng muốn giải quyết vấn đề đúng theo như máy phát tín hiệu nội bộ mà anh Hồ Cửu cài đặt thì có bom hạng nặng ít nhất 3 quả. Sức công phá là 5 cây số. Sơ tán sẽ không kịp, mà chưa kể làng sen ở đó cũng có dân thường. Nếu như, thanh ngũ cũng không dám nghĩ nếu thực sự quả bom này nổ thì phải làm như thế nào. Bạch Long này là muốn cùng sống hoặc cùng đồng quy vô tận rồi. Cứu thủ nhíu mày nghiêm túc nhìn sơ đồ cùng địa hình trên bàn mà thanh ngũ đã bày ra trước đó hiện tại cậu có thể điều được bao nhiêu quân hiếu thủ nhìn từ trấn nam hỏi không thể cả từ trấn nam cùng thanh ngũ đồng thanh nói có kẻ phản bội hiếu thủ cũng nhìn ra mà túc chỉ vẫn nhìn địa hình trên bàn suy nghĩ có thể cử ra một đội tinh nhuệ chuyên vô hiệu hóa bom mìn không loại bom này có kíp nổ tự động chỉ cần vô hiệu hóa ở nguồn điện tử sau đó nhanh chóng phong tỏa bắt hết đám người đó chờ đội đặc trùng tới đưa bom đi là được Túc Trì vừa nhíu mày nhìn sơ đồ vừa nói. Hiện tại có thể tin tưởng cử đi chỉ có một đội khoảng 10 người. Thời gian quá gấp gáp không đủ để cha ra kẻ phản bội. Từ Trấn Nam nói. Được, tôi đích thân dẫn quân. Túc Trì nói. Mọi người đều nhìn anh. Ý kiến sao? Có thể hành quân không để ai phát hiện trong khi đô thị cùng nông thôn tôi là người có kinh nghiệm. Chưa kể, tôi cũng có kinh nghiệm tháo gỡ bom. Các vị ở đây ai tự tin hơn tôi sao? nói ra lời này giọng của Túc Trì hơi nghiêm trọng, cũng không phải tự mãn. Mà anh ta nắm chắc lần này vô cùng hung hiểm. Còn chiến thần, Thanh Ngũ vẫn lo lắng cho thần tượng của mình. Ngài ấy là chiến thần, cần chúng ta lo sao? Hữu thủ nói, anh ta hiểu rõ nhất cách làm việc của hồ cửu. Nếu đã không cho ai đi cùng, hung hiểm là chắc chắn, đây là hồ cửu bảo toàn mạng của bọn họ. Để bọn họ có thời gian xử lý bom. Nếu giờ họ xông vào cứu người, thì quả bom kia thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn nhau, tuy lời nói tùy tiện nhưng không còn vẻ thoải mái nói cười. Hiện tại ai cũng rất căng thẳng. Túc trì, cậu dẫn nhóm lính đi từ đường rừng vào làng sen. Từ chỉ huy, cậu dẫn một đội quân có tin tưởng được đi từ phía hồ sen tiến vào. Ở đây hệ thống hồ có thể dễ dàng không để lại dấu vết. Sòng điệu của hữu thủ ra lệnh. Không có chiến thần, hữu thủ chính là đại tướng, phẩm cấp cùng hàm cao nhất ở đây. Rõ, cả hai đều đồng thanh. Anh ta phân phó xong nhíu mày suy nghĩ. Thanh ngũ, cậu phải chấn giữ ở đây, kết nối liên lạc mọi người. Hiện tại hệ thống liên lạc cùng định vị đã dùng một tần sóng khác, cho nên cậu chính là cầu nối thông tin. Đừng châm trễ, hiểu chứ? Ánh mắt hiểu thủ có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng không còn người. Được, trong lòng thanh ngũ dâng lên nhiệt huyết. Đại tướng, ngài, tôi tiến vào làng sen theo đường chính thôi. Ở đó không cấm khách. Nói xong, Hữu thủ nhanh chóng chuẩn bị quân trang cần thiết. Mọi người nhìn Hữu thủ hơi ái ngại, tính cách này có phải là lâu từ hồ cửu không? Chương 193, hồ cửu thoát ra. Sau khi sắp xếp xong, Hữu thủ cứ thế lái xe đến làng Sen, suy cho cùng gia tộc bí ẩn chỉ là tận dụng nơi đây, lợi dụng người dân che giấu bản thân. Cho nên làng Sen vẫn luôn đón khách nơi xa, tuy ít nhưng không có nghĩa không có mà hồ cửu cùng lục thạc men theo hồ sen, đã đi vào trong chân núi, ở gần bia rừng. Vợ à, em không sao chứ? Hồ cửu nhìn chiếc váy trắng đã nhúm đen, bộ dạng lục thạc có vẻ mệt mỏi. Ai là vợ anh? Một. Tuy rất mệt nhưng khi nghe hồ cửu ní vậy, nội tâm cô lại hơi nhột nhạo. Em là vợ anh. Nói xong hồ cửu nhìn cô cười. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng, mày cao lại. Có lẽ chúng ta phải tiến vào rừng, sẽ vất vả một chút, chỉ cần chịu đựng qua tối hôm nay. Mai sẽ ổn. Hồ Cửu nói xong nắm tay Lục Thạc tiếp tục đi. Nhưng đi một đoạn, váy của cô quá mức bất tiện không thể nào kéo lê mãi như thế, Lục Thạc cũng sẽ mất sức. Hồ Cửu nhìn xung quanh một chút, sau đó lấy trong túi áo một con dao mini, thường thì con dao này có lẽ dùng để gọt rũa cái gì đó thôi. Nhưng hiện tại nó lại vô cùng có ích. Anh ra tay nhanh gọn, cắt xé một phần váy của Lục Thạc vứt một bên, rồi kéo cô tiếp tục đi. Nhưng dù sao lục thạc từ nhỏ làm gì đã chịu cực như vậy. Suy cho cùng nếu không bị lục ra hắt hủi thì cô đúng là một tiểu thư chân chính rồi. Em, không ổn rồi. Lục thạc thở dốc. Hồ cửu hơi để ý xung quanh, nếu như là một mình anh thì việc hành quân đường rừng hay thoát khỏi đám người kia vô cùng dễ dàng. Chỉ là với lục thạc thì có lẽ vô cùng khó khăn. Được rồi, anh cõng em, đi một đoạn, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi. Hồ Cửu nhìn qua sắc trời có lẽ cũng đã gần chiều, đi một đoạn nữa theo rêu mọc ở đây thì có thể đến được thượng nguồn, vậy thì có thể ra khỏi rừng về lại căn cứ. Không biết hiện tại từ Trấn Nam cùng hữu thủ, Túc Trì đã bắt đầu hành động chưa? Nhưng chỉ cần bọn họ có kế hoạch thì anh tin sẽ ổn. Việc còn lại chính là không để bản thân làm vật cản, mà bọn họ cần nhất lúc này là thoát khỏi phạm vi bom có thể tàn phá, khoảng cách này chưa gọi là an toàn. Chưa kể ở sau còn có một nhóm người đang truy lùng họ lục thạc hơi ái ngại nhưng quả thực không còn cách nào khác hồ cửu quỳ ngồi để cô leo lên tuy trong lòng cô có vô vàn hoài nghi muốn làm rõ chỉ là cô biết làm gì cũng tiêu hao thể lực bây giờ chỉ có im lặng không phiền tới hồ cửu em liên lụy anh rồi thì sao chứ ai bảo em là vợ anh nghe câu này lòng hồ cửu như ấm áp trở lại thực ra em là đi tìm anh một em xin lỗi lúc trước không tin tưởng anh lục thạc thều thào nói hơi ấm phả vào tai hồ cửu không sao em cũng quay về với anh rồi đó thôi nghe được lời này hồ cửu cũng không còn thấy mệt mỏi nữa em cố gắng một chút nữa chúng ta cần đi thêm một đoạn nếu có chỗ có thể nghỉ ngơi anh sẽ để em nghỉ ngơi một chút quả thực anh có thể dùng trận pháp cùng ẩn thuật nhưng mà bên kia ngài tuệ cũng không ngốc mà trong rừng trận pháp có lợi hại đến đâu cũng không tránh được các con vật có độc mà rừng này khá ẩm ướt nếu không tìm nơi khô giáo nghỉ chân, thì tới đêm các độc vật sẽ đi kiếm ăn, mà người bọn họ chính là toát ra một cỗ hương khí vô cùng đặc biệt. Thu hút độc vật là chuyện sớm muộn. Ngài tuệ, nếu tiếp tục đi sâu vào rừng, e là không ổn. Một tên thuộc hạ nói. Đừng nhìn khu rừng này bình thường, ban ngày cũng thôi đi, đêm xuống quả thực phát, muối cùng bò cạp, rắn rết cứ như có linh tính, sẽ đi tìm mục tiêu. Bọn họ không phải chưa từng gặp qua, bột huỳnh hoàng có thể tránh được chút tạm thời, không thể tránh hoàn toàn. cho nên nếu có thể, bọn họ muốn rút về khi trời còn sáng. hồ cửu cùng lục thạc vào đó không chết cũng rất thảm, chờ sáng truy lùng vẫn có cơ hội. nhất thiết phải ở trong rừng sao? ngài tuệ sao không biết suy nghĩ của bọn họ chứ? chỉ là bạch thố nhanh chóng đuổi theo, cô biết trong rừng vô vàn nguy hiểm, nhưng hồ cửu còn ở đó, cô không thể bỏ mặc được. cô đi đâu? ngài tuệ túm lấy tay bạch thố thả tôi ra về thôi hắn ta lên giọng không anh tự lo bản thân đi nói xong bạch thố bắt đầu thi triển công phu học được tất nhiên dù không phải đối thủ của ngài tuệ thì cô cùng có cách thoát khỏi tay hắn hắn ta chưa kịp định hình thì bạch thố nhanh chóng chạy khuất vào rừng còn không quên đạp hắn một cước ngu ngốc nhưng hắn vẫn lưỡng lự quả thực dù là dùng trận pháp thì cũng không thể thoát khỏi đám độc vật kia Suy nghĩ một hồi hắn rút về dưới bìa rừng, không quay về làng sen, cũng không tiến sau vào rừng. Bạch Long bên kia còn đang ôm mộng tưởng của mình, ông ta cho rằng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dù là ai cũng không ngăn được ông ta. Trong rừng kia, trời dần tối, Hồ Cửu biết không thể tiếp tục đi nữa, anh quan sát một lúc thấy được phía trước có một hốc đá cản, cũng xem như đủ cho bọn họ chú qua đêm. Em vào đây, chịu khó một chút. Hồ Cửu để lục thạc xuống đất, cẩn thận lần dò từng ngóc ngách xác định không có gì mới bắt đầu dùng áo ngoài trải xuống nền đá. Lục thạc cảm giác hơi lạnh. Càng tối trong rừng sẽ càng lạnh, anh đi xung quanh tìm chút củi nhỏ, ít nhất đủ sưởi ấm. Hồ cửu kinh nghiệm phong phú, chiến trường nào còn chưa lăn qua, chút vặn vãnh này còn chưa làm khó được anh. Em hơi sợ. Không sao, anh không đi xa, gọi anh có thể nghe. Hồ cửu trần an cô. Sau đó ra phía ngoài nhặt vài cành khô, quan sát một chút xung quanh xem ra ở đây thực sự không thể có cây trái gì ăn tạc, hồ cửu nhìn phía các bụi cây phía trước. Anh dùng đá gần đó đào lên, quả thực có ấu trùng nhộng. Em xem, hồ cửu nhanh chóng quay về hốc đá kia, trời cũng tối dần. Bằng thủ thuật đơn giản, hồ cửu nhóm được ba đống lửa nhỏ xung quanh muốn giữ ấm cho lục thạc. Anh còn cẩn thận xiên từng con nhộng kia nướng kỹ trên lửa. Này, ăn được sao? Lục thạc có chút hơi kinh tởm. Anh biết khó ăn, nhưng cố một chút, sáng mai chúng ta phải đi tiếp, nếu không ăn em sẽ không đủ sức. Nhìn ánh mắt mong chờ của hồ cửu, lục thạc đánh bóc một con định bỏ vào miệng. Chợt, có tiếng động phát ta gần đó, chương 194, dùng thân báo đáp hồ cửu nhíu mày, tiếng động này dường như là có người. Mà lục thạc hơi giật mình, cô lo sợ có người tới hoặc có thù hoang. Nhìn quang cảnh xung quanh một hồi, hồ cửu biết ở đây chắc chắn sẽ hiếm khi có thú dữ xuất hiện. Với môi trường này thì chỉ có độc vật là chính. Mà tiếng động kia, dường như có người đi tới, nhưng không giống là truy đổi mà giống như tìm kiếm gì đó. Ngay khi Hồ Cửu đang thủ ấn muốn tạo trận pháp thì lại có giọng vang vọng. "Hồ Cửu, anh Hồ Cửu." Là giọng của Bạch Thố. Dù sao đây cũng là nơi cô thường xuyên lui tới, cho nên về địa hình cùng tính chất cũng xem như là quen thuộc. "Là Bạch Thố." Hồ Cửu tự nói, nhưng anh không có ý định lên tiếng dù sao thì hiện tại anh cũng không muốn dính dáng tới cô ta. Lục Thạc nhìn Hồ Cửu, thấy anh không có động tính gì muốn gọi Bạch hố vào, cô có chút suy nghĩ. Hay chúng ta để cô ấy vào cùng đi, dù sao, cô ấy là phụ nữ, dừng tối như vậy. Cô cúi đầu nói, thực ra cô cũng là phụ nữ sao không khó chịu chứ. Nhất là đối phương lại yêu mến chồng, cũ của mình, nhưng suy cho cùng cô ta cũng giúp họ chạy thoát. Mà rừng thì nguy hiểm, nói gì thì nói cũng là mạng người cô ấy sẽ không sao hồ cửu khẳng định anh biết bạch thố đã chọn đi vào rừng thì đã biết có bao nhiêu hung hiểm anh tin chắc nhanh như vậy bạch thố đã tìm được tới đây thì hẳn phải biết rõ địa hình ở đây nhưng lục thạc còn chưa nói hết câu thì bạch thố đã đến trước hốc đá hồ cửu cũng không có ý định che giấu có lẽ đâu đó trong anh vẫn còn sự tin tưởng vào tình cảm của bạch thố anh hồ cửu cô lục hai người không sao chứ bạch thố có chút thở dốc gương mặt ửng đó đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn bộ dạng này của cô lục thạc có chút không nỡ ánh mắt cầu xin nhìn hồ cửu thật ra hồ cửu thấy dáng vẻ này của bạch thố cũng cảm thấy có chút khó chịu dù là anh không đáp lại tình cảm của cô nhưng cũng không muốn cô chịu khổ như thế kia áo một bên bả vai đã bị cào rách tóc bạch kim của bạch thố cũng bị dối tung mà gương mặt đã ửng đỏ vì lạnh cô bạch cô vào đi lục thạc nhích người một chút một bạch thố cùng vào sau đó cô nhìn hồ cửu xác nhận hồ cửu sẽ không phản đối bạch thố cũng cúi đầu đi vào dù sao đây chỉ là một hốc đá tuy có chút rộng rãi nhưng ngồi ba người vẫn cảm thấy có gì đó cảm ơn cô lục bạch thố cúi đầu nói cô bị thương rồi lục thạc nhìn thấy cánh tay của bạch thố rớm máu có vẻ như bị vật gì đó cào rách không không sao không cẩn thận bị cành cây cào trúng nghe vậy hồ cửu cũng liếc qua một chút bỗng anh nhíu mày lại không tốt có độc vết thương dớm máu bình thường nhưng xung quanh lại có vết tím như bầm đây chứng tỏ gai kia có độc độc bạch thố ngớ người lục thạc bất ngờ dù gì bạch thố cũng được bạch long đích thân nuôi dạy lại thêm ở khu này trong thời gian lâu như vậy sao có thể không rõ độc nhưng quả thật cô không cảm nhận gai có độc mà loại cây kia cũng chỉ là cây thường sao lại có độc được không thể cây này chỉ đơn giản là loại gai thông thường sao có thể có độc bạch thố nhíu mày cô biết hết sao tất nhiên gai không độc vậy phải xem quần áo hay có gì đó dính độc hoặc nói đúng hơn có người giải độc ở khu vực này nhìn bạch thố anh chợt nhận ra cô sống cũng không hề dễ dàng một cô gái nhìn đơn thuần như vậy lại có thể nhận biết độc từ cây am hiểu đường rừng xem ra cũng vất vả không ít càng không có khả năng ai có thể nhưng nói đến đây cô chợt im bặt quả thật cô sơ ý quên mất một chuyện lúc trước vì muốn ngăn chặn người đi vào đây hoặc có người thoát ra khu rừng này đã bị ngài thiện giải một loại độc loại này không tác dụng với ai cả chỉ có tác dụng với cây cối nếu không cẩn thận bị thương cây cối sẽ tải một lượng độc vào người từ vết thương này xem ra gậy ông đập lưng ông nghĩ ra rồi bạch thố gật gật đầu quả thật là giải độc cô chỉ có thể công nhận nhưng ánh mắt nhìn hồ cửu càng nóng bóng hơn hồ cửu quá xuất sắc đoạn đối thoại của cả hai không nhiều nhưng đủ làm cho lục thạc thấy lạc lóng cô cảm giác như bản thân mình không thể xen vào đối thoại ngắn ngủi ấy trong lòng cô có gì đó hơi khó chịu nhưng lý trí đã buộc cô áp chế sự khó chịu ấy đừng nhúc nhích hồ cửu nghiêm giọng sau đó cẩn thận xé một mảnh vải nhỏ trên áo cột chặt động mạch trên miệng vết thương, sau đó dùng dao hơi nóng trên lửa, rạch một đường nhỏ trên vết thương. Chịu đau một chút, bạch thố đau đến phát khóc, mà lục thạc nhìn thấy thì sợ hãi không thôi. Nhìn con dao cứa vào da thịt trắng nón, lục thạc không chịu đựng được phải quay mặt đi. Sau đó, anh hồ cửu, anh, cả lục thạc cùng bạch thố lên tiếng. Nhưng hồ cửu đang dùng miệng hút lấy máu độc trên vết rạch, làm xong anh lại lấy một lọ nhỏ trong túi uống một ngụm ổn rồi giọng nói vẫn lạnh nhạt mà vết thương kia cũng đã không còn bầm tím nữa lục thạc giúp đỡ băng bó cho bạch thố trời sáng một chút thì cô nên về đi ở đây không an toàn hồ cửu vẫn không nhịn được mà lên tiếng anh thật tâm không muốn dính dáng tới bạch thố nữa mà vào tai lục thạc cứ như là hồ cửu đang quan tâm bạch thố vậy cô cúi đầu giấu đi sự không vui Chương 195, chỉ cần ở bên cạnh. Bạch Thố mắt ngấn lệ, muốn cùng anh nói chuyện một chút nhưng lại nhìn thấy có Lục Thạc. "Chị Lục Thạc, em biết anh Hồ Cửu yêu thương chị nhất, nói ra lời này bản thân em biết là quá đáng. Chỉ là, em có thể ở cạnh anh ấy không? Xin chị, em không cần phải có gì cả, chỉ cần ở đây thấy anh ấy là đủ. Em biết chỉ cần chị gật đầu, anh ấy sẽ nghe chị. Thật sự cô hối hận rồi." nếu như ngay từ đầu cô xác định hoàn toàn theo hồ cửu, có lẽ bây giờ lục thạc cùng hồ cửu không thể quay lại. Lục thạc có chút bất ngờ, hơi lúng túng không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp này. Thâm tâm cô thật sự không muốn, nhưng nhìn bạch thố cô lại như cảm nhận được nỗi đau này. Lục thạc nhìn hồ cửu, còn chưa biết phải làm thế nào. Đừng phiền lục thạc, hồ cửu lạnh nhạt nói. Lại có tiếng bước chân, vô cùng đều, rất có tổ chức ánh mắt hồ cửu hiếp lại cảm thấy có gì đó nhìn cả hai người phụ nữ sau lưng mình ý muốn họ im lặng là người của chúng ta hồ cửu khẳng định dù sao trước đó thanh ngũ đã nhận lệnh anh để báo cho từ trấn nam vậy nên chỉ có quân đội mới có thể đi hành quân đường rừng đều như vậy khí tức của bọn họ lại nhịp nhàng vô cùng ai phía bên kia là giọng nghiêm nghị túc trì giọng nói của hồ cửu làm cả đoàn người dừng lại chiến thần ngài ở đây. Túc Trì vừa mừng vừa lo lắng, cảm thấy gánh nặng trong lòng được bớt đi một chút. Tuy bọn họ đều là quân nhân, đều đặt lợi ích của mọi người lên trên nhất, chiến thần chính là một tấm gương. Dù biết trách nhiệm của bản thân là vậy, nhưng chiến thần trong lòng mỗi quân nhân như vị thần của họ. Bất kỳ ai cũng không muốn tín ngưỡng của họ bị làm sao cả. Đúng, những quân nhân khác nhìn thấy chiến thần thì tự động làm động tác chào một cách nghiêm trang nhất, như thể hiện lòng tôn trọng của họ. Chào. Một binh sĩ hô lên. Tiếng không lớn nhưng đủ vang một vùng. Nghỉ đi." Hồ Cửu gật đầu. "Ở vùng này đều có giải độc, cẩn thận đừng để bị thương." "Những người khác đâu?" Hồ Cửu căn dặn rồi hỏi. "Đều đã chia nhau hành động." Túc Chỉ Định tiếp tục nói thì chợt để ý thấy có Lục Thạc cùng Bạch Thố ở sau lưng Hồ Cửu. Mà Bạch Thố thì ánh mắt hơi rơm rớm. "Kia, Hiếu thủ đã nói với cậu." Hồ Cửu hỏi ngược anh muốn thăm dò mức độ tình cảm của túc trì nếu anh nhìn không nhầm thì túc trì cũng có điểm tình cảm nào đó với bạch thố nhìn bạch thố anh ta hơi gật đầu tỏ ý là đã biết chuyện bạch long cùng bạch thố nhưng mà anh ta còn định nói một hai câu muốn giảm bớt cho bạch thố nhưng lại không nghĩ ra được đối địch là đối địch phản bội cũng là phản bội có gì để thanh minh chẳng phải bạch thố đã từng được lựa chọn là cô ấy chọn không nói chọn giúp sức cho cha mình mà thôi. Xong việc tôi cần phải đến cánh cửa ở phía bạch ra. Chuyện ở đây cần xử lý nhanh nhất có thể. Hồ Cửu nhíu mày nói. Các bảo vật kia quả thực đã có dị động mạnh, anh không thể trần chờ. E rằng phía bạch ra cũng đã có chuyện xảy ra. Hiện tại chưa rõ vị trí của những quả bom đó, có lẽ hơi mất thời gian một chút. Túc trì hơi nhíu mày, cảm thấy hơi khó khăn. Tuy có thể xác định có khối lượng bom ở đây, nhưng ở chỗ nào, bảo dưỡng ra sao thì có lẽ phải mất thời gian đi tìm dưới ao sen bạch thố lau nước mắt nói cô nhìn hồ cửu như muốn anh hiểu cô đang lựa chọn anh bạch thố cô tôi biết lúc trước là tôi cố chấp tôi sai nhưng tôi muốn sửa sai bạch thố nhìn túc trì ánh mắt kiên quyết chuyện đề cử thân mật khăng khít nhưng bên này hồ cửu vẫn im lặng không nói gì nhìn một màn như vậy lục thạc cũng biết chuyện tình nghiêm trọng ánh mắt cầu khẩn hướng hồ cửu hồ cửu cô ấy cũng là bất đắc dĩ nếu như em chọn em cũng sẽ chọn cha mình mà bản thân em cũng đã có lúc chọn sai bỏ qua cho cô ấy lục thạc nhìn hồ cửu lại nhìn bạch thố quả thực cô đồng cảm với bạch thố chỉ là nhưng bạch thố tôi có thể xem như không có gì cũng có thể làm lơ mọi thứ chỉ là tôi cũng như cô đã lựa chọn lại, tôi muốn trân trọng hồ cửu. Thật sự cũng không muốn có người khác xen ngang giữa tôi và anh ấy nữa. Nói đến đây, Lục Thạc cúi đầu một chút, cảm giác bản thân có hơi ích kỷ, nhưng cô thực sự không muốn đánh mất hồ cửu. Anh luôn ưu tú, chỉ là cô không nhận ra. Túc Trì vì là người tới ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng chưa biết là có chuyện gì. Ánh mắt nhìn Lục Thạc có chút khinh thường. Là cô trân trọng anh ấy hay địa vị chiến thần? Túc Trì hồ cửu nghiêm giọng tôi không cho phép bất kỳ ai nói lời không tốt với vợ tôi nghe vậy túc trì cũng im lặng không nói thêm nhưng ánh mắt là sự không thích trong lòng anh ta rõ nhất lục thạc chính vì nhìn không hợp mắt chuyện hồ cửu lông bông cho rằng anh không tiền đồ mới tìm người khác túc trì chẳng phải cậu cũng tha thứ cho bạch thố hay sao hồ cửu nhíu mày nói anh nhìn ra túc trì tuy là giữ khoảng cách tỏ ra không quan tâm nhưng quả thực anh ta không hề tiếp tục trách bạch thố có thể nói anh ta cũng tha thứ cho Bạch Thố. Một người đàn ông không có gì, làm sao có thể làm cho người phụ nữ của mình yên tâm nương tựa. Phụ nữ đòi hỏi một người có khả năng làm bờ vai cho cô ấy, cũng là đúng thôi. Hồ Cửu nói, làm cho Lục Thạc bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 196, chỉ đường. Ánh mắt Bạch Thố lộ lên tia hâm mộ, sau đó là chấp nhận. Cô biết ngay từ giây phút cô lựa chọn làm việc cho cha mình không nói sự thật với hồ cửu bản thân cô đã không còn tư cách nữa tôi dẫn mọi người tới chỗ quả bom bạch thố kiên định lên tiếng cả túc trì hồ cửu cùng lục thạc cũng bất ngờ mọi người tập trung ánh mắt lên người cô ta cô vẫn rất nguy hiểm nếu như chúng tôi không thành công sợ là túc trì cũng không muốn nhắc tới câu sau nếu họ không thành công thì thực sự cả khu này sẽ bị diệt mà bạch thố cũng không toàn mạng được chẳng phải có tôi thì phần trăm thành công cao hơn sao bạch thố kiên quyết nhìn túc trì nhưng để cô ấy đi cùng dù sao cũng chỉ có cô ấy biết rõ bom ở đâu hồ cửu quyết định thật lòng anh cũng không nỡ chỉ là chuyện này an nguy đến mạng người dân vô tội dù có một ngàn lần không nỡ thì sao chứ bạch thố ngước mắt nhìn anh chỉ cần em thành công em có thể quay lại có thể nói đến đây bạch thố quay đầu nhìn lục thạc trong hoàn cảnh này lục thạc thật sự rất khó xử hồ cửu cô ấy cũng đánh thương cô chỉ có thể nói như thế cô không biết cần nói gì lúc này bản thân cô là người gây nên rắc rối này nếu cô không bốc đồng tự chạy tới thì có khi bọn họ không cần phải lầm vào hiểm cảnh bạch thố cô phải rõ ràng có cô hay không có cô túc trì hay bất kỳ ai trong chúng tôi sẽ có cách xử lý Tôi không thể hứa những gì tôi không thể. Nói xong Hồ Cửu nhìn Lục Thạc cho cô một ánh mắt yên tâm. Lúc này Lục Thạc hoàn toàn hiểu, nếu như cô toàn tâm cứ ở bên anh, thì cô sẽ có một tình yêu ấm áp, tuy không hoàn hảo nhưng ít nhất anh cùng tình cảm của anh chỉ ở chỗ cô. Anh, thật tàn nhẫn. Bạch Hồ ứa nước mắt, cũng chỉ biết chấp nhận. Nhưng cô biết anh nói đúng, anh không lừa cô, nếu như anh nói là đồng ý thì mãi mãi mối quan hệ của bọn họ không có hồi kết nếu tôi dây dưa mới là tàn nhẫn là tàn nhẫn với cả tôi cả vợ của tôi hồ cửu nói xong nhìn túc trì nếu cô đã chấp nhận với lựa chọn của mình thì chính là tự cho mình và cả người khác một cơ hội anh biết rõ tình cảm túc trì với bạch hố chỉ là cô ấy chưa nhận ra dù sao nếu bỏ đi những cái là thân phận thì xem ra hai người họ khá hòa hợp dù là anh lựa chọn thế nào em cũng sẽ đi cùng mọi người quả bom đó e rằng có chút khó phá bạch thố cũng chỉ biết chấp nhận cô vẫn không hiểu ý của hồ cửu về vế sau câu nói cho người khác cơ hội chỉ là cô cũng không để ý nữa túc trì cậu hộ tống lục thạc quay về tôi sẽ dẫn mọi người quay lại không được cả lục thạc bạch thố cùng túc trì cùng đồng thanh sau đó mọi người ngượng ngùng nhìn nhau chiến thần chuyện này tôi có thể làm được túc trì là thật tâm lo lắng cho hồ cửu hồ cửu chúng ta khó khăn lắm mới Tóm lại em không muốn mất anh lần nữa." Lục Thạc can ngăn, Bạch Thố nhìn mọi người, không nói gì, chỉ có thể gật đầu biểu hiện tán đồng. "Cậu đừng quên, tôi là chiến thần. Tôi ra lệnh cho cậu, đưa một nửa số người này hộ tống Lục Thạc ra ngoài an toàn. Sau đó theo đánh dấu tôi để lại, tiến vào hồ sen." Hồ Cửu cũng nhìn ra nhiệt huyết trong mắt mọi người, anh cũng đành để họ quay lại cùng mình. Tuy hung hiểm nhưng đó là bảo vệ tính mạng người danh, đó là danh dự của quân nhân đừng nghĩ chỉ bảo vệ một người quay về là chuyện đơn giản. Chỉ cần đảm bảo phía Bạch Long không nắm giữ bất kỳ điều gì bất lợi cho chúng ta thì đó mới là tốt nhất. Nói xong hồ cửu cũng rụi tắt lửa, trời cũng tờ mờ sáng. Cả một đêm bọn họ không ai có thể chợp mắt. Lục thạc, về căn cứ, mọi người sẽ sắp xếp. Em chờ anh, được không? Hồ cửu dặn dò. Được, có phải em quá vô dụng, không thể làm được gì cho anh cả. Một, không em chỉ cần bình an đó là ước nguyện lớn nhất của anh rồi nói xong hồ cửu xua tay để túc trì cùng ba người đưa lục thạc rời đi hiện tại bên cạnh anh chỉ có bạch thố cùng bảy quân nhân còn lại tôi sẽ cho các cậu trải nghiệm cái gì gọi là hành quân ẩn dấu vết hồ cửu nói xong những quân nhân này nhanh chóng phấn chấn dẫn dắt bọn họ hôm nay chính là chiến thần dù là thịt nát xương tan họ cũng muốn cùng đồng hành với thần của mình đi thôi hai cậu chịu trách nhiệm để ý xung quanh có biến động liền cho cả đoàn rừng hai cậu đi sau cùng phụ trách xóa dấu vết cậu lưu lại bột này trên các lá cây người nhận loại bột kỳ là kia tên a thất anh ta là một quân nhân trẻ tuổi nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu bột này để làm gì nhìn ánh mắt tò mò kia hồ cửu cười cười rồi cậu sẽ biết những người còn lại vừa hành quân vừa bảo vệ đừng sơ sót chỉ cần một sai lầm cả đội sẽ bị diệt hiểu chứ cả nhóm đều vô cùng áp lực, chỉ là không áp lực thì không tạo kim cương. Đi, bạch thố bám sát hồ cửu, được mọi người bảo vệ ở giữa, rất nhanh nhiệm vụ được phân công rõ ràng cho nên, hành quân một đường thuận lời. Mà ngài tuệ bên này cũng đã giam thiên la địa võng đợi sẵn. Hắn ta biết hồ cửu có thể không quay lại, nhưng sẽ có người tiến vào đây. Khi còn cách vị trí ngài tuệ khoảng hơn một cây số, cả nhóm dừng lại, tìm chỗ ẩn nấp. Hiện tại làm sao qua được vòng phục kích kia? Tiến vào thôi. Ngốc à. Một vài người thảo luận. Tôi có cách, để tôi lên trước. Bạch Thố nói xong định đứng dậy đã bị Hồ Cửu kéo lại. Vì hành động đột ngột nên cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Hồ Cửu. Đừng manh động. Hồ Cửu cho họ ám hiệu ánh mắt, ý muốn nói anh sẽ ra, bọn họ bất ngờ, nếu chiến thần ra chẳng khác nào chui đầu vào giò thật ra anh đã nắm chắc tám chín phần sẽ giải được cái thiên la địa võng trung cấp này. Có gì mà khó chứ? Chỉ là số người sau trận pháp khá đông, sợ rằng bảy người kia chưa thể chống lại bọn họ trực diện. Ngài Tuệ, chờ tôi sao? Hồ Cửu cười cười đi lại vô cùng thong dong. chương 197, nguy cơ trong nguy cơ, quả không hổ danh là chiến thần. Nhìn dáng vẻ tự tại kia của Hồ Cửu, hắn ta lại thấy vô cùng quen thuộc, có lẽ trong ký ức mập mờ của hắn đã hiện lên hình ảnh một vị đại soái uy nghi lẫm liệt. Nhưng dù là chiến thần thì sao chứ, cũng không thoát được. Ngài tuệ cắn chặt câu cuối như muốn khẳng định, hồ cửu hôm nay đi vào chỉ có đường chết. Cậu nói xem, quả thực danh sưng, ngài, khá lớn với cậu đấy. Gọi cậu là tiểu tuệ, xem ra ổn hơn. Hồ cửu xoa xoa cầm, cười cợt nhã nói. Gì chứ, một tên xem như có chút năng lực, học vài ba công pháp này cho rằng mình hơn người. Xem ra Bạch Long thất sách rồi. Dù là người của các gia tộc lớn ẩn giật, thì thành viên của gia tộc họ vẫn phải xuống xã hội vài năm để bị đời lừa cho tỉnh ra. Sau đó mới hội đủ kinh nghiệm mà về ẩn giật tiếp. Không phải ở ẩn là không biết gì. Mà ở ẩn chính là không muốn phiền, càng không muốn người khác phiền mình. Nếu cứ bị vây giam thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Mà ngài tuệ kia nhìn qua chỉ khoảng 24-25 tuổi, luyện tới trận pháp dạng này thì có lẽ ở đây cũng ngót hơn 7 năm. Vậy là Bạch Long phải thu nhận khá nhiều kẻ có độ tuổi khá nhỏ hoặc thậm chí là con nít. Tu dưỡng bọn họ làm việc cho mình, tôn sùng mình. Hồ Cửu có chút cảm thán. Đừng nhiều lời. Ngài Tuệ nghe Hồ Cửu nói lời châm chọc thì tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm. Chỉ vài trận pháp nhỏ, cậu nói xem, đáng không? dứt lời, toàn bộ trận pháp mà ngài tuệ dày công cả một đêm không ngủ để răng ra. Vậy mà hồ cửu không làm gì cả, trận pháp biến mất, đây là thể loại gì vậy? Anh! Ngài tuệ lùi lại một chút. Đúng rồi, nên đứng xa tôi một chút, người tôi chỉ có một mùi. Mùi của thi thể. Nói xong hồ cửu như làm ký hiệu gì đó rất lạ. Một loạt tiếng súng vang lên, trận pháp vừa hạ, bảy quân nhân theo hồ cửu nhắm chuẩn mục tiêu diệt gọn đám người kia phải nói là họ không là hao phí đạn vô ích. Còn cậu, muốn tôi làm gì? Hừ, tôi không sợ anh, chiến thần thì oai sao? Ngài Tuệ tuy cũng cảm thấy thực lực của bản thân cùng hồ cửu tranh lệch nhưng lại có chút không cam tâm. Hắn nhanh chóng lấy ra thứ gì đó trong tay uống vào, một chất lỏng màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt mùi hương vô cùng thơm. Nhưng, ngắn hắn lại, đừng cho hắn uống nó. Bạch thố chạy lên hét lớn. Nhưng không kịp nữa rồi. Ngài Tuệ đã uống cạn lo thuốc kia, vứt mạnh lo thuốc này xuống, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ, cả người như có một luồng sức mạnh muốn bước phá ra ngoài. Hồ Cửu, nhanh tránh ra, nhanh lên. Bạch Thố tuyệt vọng hét lớn. Sao cô lại quên chuyện quan trọng này nhỉ? Chính Ngài Thiện đã sáng chế ra một loại thuốc, loại thuốc này có thể kích thích 30% sức mạnh cơ thể, giúp não hoạt động rất tốt. Có thể nói, đây là chất kích thích, nhưng là kích thích thể lực cùng ý chí chiến đấu, Tuy có tác dụng phụ là sau khi hết công dụng của thuốc thì người dùng thuốc sẽ bị mất sức cả tháng, yếu ớt không thể tả được. Trừ khi cần thiết, nếu không ngài thiện sẽ không cho ai dùng. Này, ngài tuệ này quá mức hiếu chiến rồi. Ngài tuệ ánh mắt đục ngầu, từng tơ máu như lộ ra rõ ràng cứ như muốn nổ tung. Chiến thần sao, tôi sẽ cho các người thấy. Nói xong, ánh mắt đỏ ngầu kia hướng về phía hồ cửu, mà bạch thố vì quá lo sợ hồ cửu không đỡ được đã bật người qua đỡ cho hồ cửu nhìn thấy vậy hồ cửu muốn gạt bạch thố qua một bên, dù ngài tuệ này có kích thích sức mạnh đến đâu cũng không thể qua kinh nghiệm trinh chiến của hồ cửu. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng sức mạnh thì tốt rồi, đáng tiếc đều không phải thế. Đừng! Hồ cửu nhíu mày hoảng hốt, trong một giây phút chụp được tay bạch thố kéo ra, nhưng vì tay áo của cô bị cành cây mài mòn đã không còn chịu đủ lực kéo. Xoẹt! Tay của hồ cửu chỉ nằm được ống tay áo của bạch thố. Mà ngài tuệ đánh bằng tất cả sức lực, tốc độ nhanh hơn, lực công phá rất lớn, đập mạnh vào người bạch thố. hự á, bạch thố chỉ kịp kêu lên, cả người tung ra xa, đập vào thân cây gần đó rơi xuống đất. Chính là giây phút này, lòng hồ cửu trống rỗng, ánh mắt nhìn ngài tuệ như nhìn kẻ đã chết. Hồn thuật, ấn ký cùng oán hận tạo ra một trận gió man mát, chỉ là mỗi nơi cơn gió đi qua đều cắt xén các vật xung quanh. Nhanh, núp dưới đá. Bảy quân nhân kia nghe được giọng Hồ Cửu thì kéo vội cơ thể Bạch Thố, cùng ôm đầu nằm sát phía dưới các tảng đá lớn. Ngài Tuệ mắt thấy cơn gió đến gần, nhanh chóng tiếp tục xông lên phía Hồ Cửu, cũng không quan tâm tình hình Bạch Thố. Cứ như hiện tại trong lý trí của hắn chỉ có sự cắn nuốt đánh nhau. Tâm trí hắn chỉ lặp đi lặp lại, giết chết chiến thần. Chương 198, Hạ Màn. Bạch Thố tuy bị va đập mạnh, cơ thể như bị đứt gãy, nhưng cô vẫn là người có luyện công phu cho nên mới có thể không bị gãy vụn xương. Ngăn, ngăn anh ấy. Ánh mắt tuyệt vọng, giọng thì thào của Bạch Thố làm cho người ta cảm thấy thương xót. Cô nói gì, có chuyện gì? Một trong các quân nhân ở đây hỏi cô. Thực sự mọi người nhìn ra sau khi Ngài Tuệ uống thứ thuốc kia thì điên cuồng hơn, lại có chút khác lạ. Chỉ là chiến thần cho tới hiện tại vẫn chiếm thế thượng phong, không hề có sự gì khác lạ. Không thể, thuốc kia, uống vào sẽ làm cho con người trở nên tàn nhẫn, họ sẽ liên tục giết người, cho đến khi hết tác dụng thuốc. Nói vậy thì, khi nào thuốc hết tác dụng? Nhanh nhất là 3 tiếng. Bạch Thố cố gắng ngượng dậy, cô biết hiện tại cả người cô thương tích nghiêm trọng. Ngài tuệ bên này ánh mắt chỉ có giết. Hồ Cửu nhìn hắn điên cuồng, cũng hiểu ra thức thuốc kia là gì. Nên bên biết đồng uy nghiêm cấm sử dụng thuốc sinh học lên người, mà Bạch Long quá giỏi rồi. Có thể nghiên cứu được thứ này, vậy nếu tuồn đi hoặc là bán cho phe đối địch vậy thì nghĩ tới đây hồ cửu nhíu mày lần này nếu không phá được bom thì phải cho bom nổ sạch nơi này các cậu nghe lệnh tôi đưa cô bạch rời đi báo với thúc chỉ cùng thanh ngũ tìm cho ra căn cứ nghiên cứu thuốc còn lại tiêu diệt sạch sẽ bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt sạch hồ cửu quát lớn ra lệnh tay anh thủ ấn muốn tạm khống chế ngài tuệ nhưng chiến thần không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh, nếu số thuốc này bán cho bên khác, đồng uy này. Nói đến đây, Ngài Tuệ cũng dùng ấn chú, toàn sức tấn công, phải nói rằng, thứ thuốc này có thể kích thích toàn bộ khả năng của hắn. Đây là lệnh. Vâng, tuân lệnh. Dù họ rất muốn cùng sống cùng chết với chiến thần, nhưng hiện tại họ biết rõ, chiến thần đây là giao nhiệm vụ cho họ, muốn họ diệt toàn bộ nơi sản xuất thuốc. Nếu không thì hậu quả này, bọn họ không nghĩ cùng biết cho tôi ở lại tôi muốn ở lại cô bạch không thể nếu cô ở lại càng làm ngài ấy phân tâm huống hồ cô bị thương cần quay về căn cứ đúng vậy ở đây chỉ làm vướng bận ngài ấy mà thôi chúng ta nên đi bạch thố cúi đầu bọn họ nói đúng cô ở lại cũng chỉ làm anh hồ cửu bận tâm làm vướng anh ấy được tôi đi cô nhanh chóng gật đầu đồng ý đi theo bọn họ hồ cửu cẩn thận hầm chưa bom nằm bên dưới ao sen bên trong căn phòng của cha em, có mật đạo đi vào. Gào to xong, những người còn lại kéo Bạch Thố đi. Nghe được Bạch Thố chỉ rõ nơi giấu bom, trong lòng Hồ Cửu có chút khó xử. Chỉ là hiện tại Ngài Tuệ từng bước ép sát, Hồ Cửu chỉ có thể thủ thế. Qua hơn một tiếng, Ngài Tuệ liên tục tấn công cũng không có dấu hiệu xuống sức. Mà Hồ Cửu nhầm tính mọi người đã đi khỏi bán kính nguy hiểm. Hồ Cửu lúc này vận lực, trận pháp, ấn thuật cùng công phu phối hợp, giáp đánh với ngài tuệ. Chết đi! Hắn ta gào lên. hự Ấm! Khi ngài tuệ thủ ấn xông tới, hồ cửu đã bắt lấy được thời cơ, toàn lực ra quyền. Ngài tuệ bất ngờ, không kịp trở tay, bị hồ cửu đá ra xa, toàn thân bay vào một gốc cây nhỏ. Gãy ngã cả cây. Có thể thấy sức lực của hai bên ngang nhau, chỉ khác là ngài tuệ kia đang được thuốc kích thích, hoàn toàn không thấy đau. Mặc dù toàn thân hắn bị gai trong bụi cây cắt đứt, máu nhuốm đỏ cả thân ao trắng vô cùng ghê rợn hừ đời này tôi khinh nhất là loại chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn để đạt mục đích nói xong hồ cửu từ thế thủ thành thế tấn công cứ thế đánh cho ngài tuệ thoái lui nhưng hắn ta đang trong cơn điên cuồng càng bị đánh lui hắn càng nổi điên dùng toàn lực đánh tới càng không cảm nhân đau đớn giác một bên xương tay của ngài tuệ bị hồ cửu đá gãy giác một bên chân cũng bị khuỵu xuống xem ra hắn nếu không được chữa trị sớm có lẽ sẽ bị phế cả đời giết nhưng hắn vẫn đang bị thuốc khống chế hoàn toàn không đau đớn một mực lê thân tiến lên không khác gì một cái xác sống được hồ cửu ra tay nhanh gọn dứt khoát đạp một phát giữa bụng kéo lại tay còn lại chấn vào chân hắn rắc rắc tứ chi của hắn gãy đoạn nhưng cả người hắn dù nằm dưới đất vẫn muốn bỏ lên giết hồ cửu nhìn cảnh này vô cùng kinh sợ anh hồ cửu vừa lúc này hiếu thủ chạy đến cái gì thế này chứ sao cậu lại ở đây hồ cửu hơi nhíu mày cũng muốn biết là sao hiếu thủ lần nào cũng tìm được anh còn không phải tôi lo cho ngài sao nhìn hồ cửu không vui khi gặp mình hiếu thủ hơi bĩu môi vào bằng cách nào họ cũng không để biển cấm vào hồ cửu hơi lắc đầu tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại vào được đây tìm tới chỗ này cái này vừa nói hữu thủ vừa lấy ra thiết bị tra tần sóng đặc biệt. Thì ra hồ cửu cũng quên rằng trong điện thoại của mình dù không gọi được vì bị làm nhiễu sóng. Nhưng có thiết bị nội bộ đặc biệt, hữu thủ có thể tìm nhờ vào định vị bới thiết bị này. Xem như cậu thông minh. Nói xong hồ cửu định rời đi. Hắn, xử lý thế nào? Vừa nói hữu thủ vừa chỉ chỉ vào ngài tuệ đã bị bẻ gãy tay chân, toàn thân vẫn không ngừng trường tới. Hết tác dụng thuốc hắn sẽ tự nhận hậu quả sau đó nhanh chóng đi về lại đường cũ muốn về lại căn phòng bạch long thuốc hiếu thủ nghi vấn quay đầu nhìn tên điên khùng kia lại thấy hơi giận người nhìn thế có khác gì yêu quá chứ anh ta nhanh chóng đuổi theo hồ cửu từ trấn nam có lẽ cũng sắp tới ao sen tốt giờ chúng ta cần làm gì hiếu thủ lúc này đã nghiêm túc hơn gặp bạch long tôi sẽ gặp hắn ta các cậu hội họp rồi để vài người âm thầm sơ tán người dân để lại vài người chờ tôi ra lệnh xông vào mật thất mật thất hữu thủ khó hiểu trong phòng bạch long có mật thất dẫn tới chỗ chứa bom nằm dưới ao sen hồ cửu cũng không có thời gian giải thích nhiều vâng nhận lệnh hữu thủ nhanh chóng đi về phía ao sen để đón đội của từ trấn nam chiến thần quay lại rồi bạch long ngồi trong phòng vẫn nhàn nhã thưởng trà hương sen thoang thoảng làm người ta vô cùng thư giãn hồ cửu nhếch mép cười sen thanh khiết, không hợp với ông. chương 199, tốc chiến, tốc thắng bạch long tay đang cầm ly trà thì dừng lại. Tôi không quan tâm ông vì lý do gì mà làm vậy, nhưng hôm nay, có lẽ nên đặt dấu chấm hết. Ánh mắt hồ cửu lạnh nhạt nhìn ông ta, dù sao anh cũng từng nghĩ nể mặt lão bạch vài phần, anh cũng sẽ có thể khuyên nhủ ông ta tự buông tay. Hoặc tự chủ động từ bỏ, may ra được chút khoan hồng với chuyện ông ta đã làm. Chỉ là, chuyện này đã đi quá xa rồi. Không thể quay đầu, Bạch Long đi đến bước này, xem như là không còn đường quay đầu, ông ta chính là tự tay cắt đứt con đường của mình. Chiến thần, cậu quá tự tin. Bạch Long nhẹ cười, cứ như ông ta phảng phất như không màn gì cả. Đúng, vì tôi là chiến thần, tôi có cơ sở để tự tin. Còn ông, lấy gì tự tin, là vài ký bom đặt dưới hầm này, hay là vài lọ thuốc sinh học? Hồ cửu chất vất, từng bước ép sát, không cho Bạch Long một con đường thối lui. Xem ra cậu biết khá nhiều, nhưng biết thì sao chứ? Bom vẫn ở đây, mà thuốc thì. Nói xong hắn nhếch miệng cười, vô cùng bí ẩn, Hồ Cửu cảm nhận được Bạch Long đã tự tin như vậy thì chắc chắn có lý do để hắn tự tin như thế. Chỉ là khi nhắc tới thuốc sinh học, có vẻ như hắn có ẩn giấu gì đó. Tôi nói rồi, từng thứ một, tôi đều muốn dẹp. Ông có thể tư lợi, ông cũng có thể tìm kiếm quyền lực nhưng ảnh hưởng tới đông uy ảnh hưởng tới cục diện chung chắc chắn ông chỉ có một đường duy nhất hồ cửu cứng rắn nói dù là long chủ chỉ là muốn bảo đảm cho cuộc sống bình an cho người thân cùng những người từng đồng hành cùng anh mà thôi muốn đảm bảo cho họ một đời an yên sau khi cống hiến hết sức nhưng nếu đã là động tới an nguy đất nước thì hồ cửu chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thậm chí là sẽ cho họ nhận lấy sự trừng trị thích đáng hoặc ông tự mình dẫn tôi đi đến mật thất. Hoặc, Hồ Cửu nói đến đây thì Bạch Long đã đứng dậy, kéo đi chiếc chiếu trúc dưới chỗ ngồi. Tại đó lộ ra một cửa hầm. Cậu muốn đi, tôi dẫn. Bạch Long ánh mắt tự tin nhìn Hồ Cửu. Mà khi này Hồ Cửu hơi nhíu mày cũng đi theo, đồng thời làm một ám hiệu cho mọi người bên ngoài âm thầm theo dõi phía sau. Đi thôi. Hồ Cửu khí thế không giảm, khoan thai vô cùng, không có chút sợ hãi. Trong lòng anh biết bạch long có thể dễ dàng để anh vào đây thì đã có chuẩn bị cũng sẽ có hậu chiêu nhưng cũng không sao hồ cửu muốn biết hồ lô của hắn có gì hắn còn muốn làm tới mức nào ngài không sợ sao chiến thần bạch long dò hỏi ông ta cười mỉm có chút bí hiểm cũng có chút tán thưởng dù sao thì việc có thể đủ can đảm đi vào nơi không rõ lại còn biết chắc đối phương đã có chuẩn bị thì đây chính là một kẻ tự tin với bản thân đủ bản lĩnh hoặc cũng có thể là kẻ cao ngạo tầm thường mà thôi tôi sợ sợ chuyện gì sợ ông làm gì tôi hay sợ bản thân không thể làm gì hồ cửu cười chế giễu ông có lòng mời tôi còn có thể từ chối nói xong hồ cửu cũng chú ý một chút hoàn cảnh xung quanh muốn bản thân ghi nhớ kỹ mật thất khá tối lại còn ẩm ướt có thể nói đi một đoạn hồ cửu có thể thấy được phòng nghiên cứu dưới sâu lòng đất quả thật ở đây không chỉ có bom mà còn một số vũ khí quân trang khác xem ra ông cũng khá đây có thể đưa được số lượng vũ khí này tới đây làm khó cho ông rồi nói xong lời này hồ cửu cũng có chút tán thưởng cũng có chút lo lắng trong lòng xem ra quản lý khâu vận chuyển và giả soát này có chút bất cẩn rồi có thể để một lượng lớn vũ khí tuồn vào mà không biết thì ngoại trừ quản lý chưa tốt thì chắc chắn nội bộ có tay trong mà kẻ này có lẽ còn rất giỏi là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Chiến thần khen ngợi, xem như tôi cũng có chút thành tựu. Cũng không phải nói, ông cùng vị ôn chủ tịch kia khá thân thiết. Hồ cửu tuy ngoài miệng nói lời khẳng định, trong lòng chỉ là ý tứ thăm dò. Dễ đoán vậy sao? Bạch Long lúc này hơi nhíu mày. Còn khó sao? Ông muốn đưa bom vào Đông Uy, hẳn là nên cần người chống lưng đủ lớn, qua mắt được tổng chỉ huy và gia đa trừ khi người có đủ thực quyền điều động được bọn họ làm nhiệm vụ gì đó ngoài vị ôn chủ tịch ngoài mặt cười nói nội tâm khó dò kia còn ai nữa sao hồ cửu lúc này khẳng định hơn anh không phải chỉ nghi ngờ vì kia ngày một ngày hai mà đã lâu rồi từ khi trận chiến ở các bộ tộc nổ ra anh đã nghi ngờ rằng có người động tay động chân gây ra xích mích mà mục đích cuối cùng là kéo sự chú ý của anh đi nơi khác còn có kéo luôn thuộc hạ của anh vào cuộc Tuy là chiến thắng vinh danh này nọ, nhưng Hồ Cửu làm sao không để ý được chứ? Chẳng qua các người muốn một vị trí thay thế chiến thần mà thôi, tốn công vậy sao? Qua mất thời gian, lại vô cùng ngu ngốc. Hồ Cửu cảm thán, thái độ hơi thất vọng vì mưu đồ này quá mức cẩn thận lại bị lộ tẩy. Cậu thì biết gì? Chính vì bọn họ mà cô của tôi bạch nhược. Đừng lấy lý do đó. Hồ Cửu lạnh lùng đáp. Thật ra chuyện này anh cũng tra ra một chín một người chỉ là nguyên nhân này lại đủ làm cho Bạch Long có thể gầy dựng đến hôm nay, lừa cả cha mình thì quả thật có chút. Thái quá! Bà ta lựa chọn ẩn cư, lựa chọn rời đi, chính là vì muốn bảo toàn một nhà Bạch ra. Nếu ông có thể trả thù, tại sao không dùng thực lực cải tổ bọn họ, đá bay những kẻ bén rể ở ban chính trị? Ông cũng đang câu kết với họ, lợi dụng họ sau đó đánh đổ họ. Vậy ông khác gì họ? Hồ Cửu Tàn nhẫn nói đừng lấy lý do này nọ để bào chữa cho hành động của mình đừng lấp cái tham vọng của mình bằng những hành vi xấu xa tàn nhẫn sau đó lại lấy lý do thương cảm để che đi hành vi xấu xa kia hợp thức nó vậy có khác gì bọn người ở ban chính trị thứ cần là cải tổ dẹp yên ban chính trị khiến người ở đó chỉ là những người có tài đức nhất vì đông uy nhất chứ không phải tạo một thế lực gây nguy hại đông uy thế lực không sao kiếm tiền tư lợi không sao nhưng đừng cổ suý rồi làm cho mọi hành động của bản thân trở thành đúng đắn tôi khác tôi căn bản là muốn động vào nhưng căn cơ đó gốc đó quá chắc tôi không lợi dụng họ thì làm gì chứ bạch long có chút ẩn ẩn tức giận khi bị nói chúng tim đen vậy tôi cho ông thấy cái gì là thực lực thật sự cái gì là đúng sai thật sự một chuyện đừng nói đúng hay sai ở đây ông gây nguy hại cho người dân đông uy tôi tuyệt không thể bỏ qua nói xong hồ cửu giơ tay ám hiệu thả ra. Một đội nhỏ quân lính tràn vào vây quanh Bạch Long. Cậu nghĩ dễ dàng bắt tôi. Ánh mắt hắn ta tự tin vô cùng. Cảm giác như mọi chuyện trong tầm tay hắn. Nhưng có một chuyện hắn không ngờ. Ngoài là chiến thần, hồ cửu còn là long chủ thế giới ngầm kia. hai 200, trốn thoát. Chỉ là chút khó khăn, sao có thể làm khó họ chứ? Tôi muốn xem hôm nay ông trốn thế nào. Vậy tôi cho cậu xem, nói xong Bạch Long nhanh tay ấn một nút bên cạnh, được ngụy trang một cục đá lồi ra. Một cánh cửa nhỏ hé ra. Hắn thân thủ nhanh nhẹn lăn qua lỗ nhỏ, sau đó cửa chặn đóng kín. Chiến thần à, ha 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 ngài chỉ có hơn 20 phút để tháo bom. Hơn nữa thuốc sinh học đã nghiên cứu thành công. Tôi còn đang chờ bọn người kia bảo hộ tôi đấy. Hồ cửu ánh mắt nghiêm trọng, bọn người kia trong miệng Bạch Long chính là đám người ở ban chính trị. Trước đó ôn chủ tịch từng tìm anh thương thảo chuyện có thể thử nghiệm thuốc sinh học lên quân nhân. Có thể tăng năng lực chiến đấu, tuy có chút tác dụng phụ nhưng không đáng, có thể làm giảm nguy cơ tử vong. Nhưng anh không cho phép. Thuốc thì dù là gì cũng có ít nhất 3 phần độc. Cuống hồ, chiến tranh với anh mà nói là để bảo vệ đông uy khỏi sự xâm lược, khỏi sự uy hiếp lăm le từ bên ngoài. Không phải là nơi chỉ có chém giết vô tình dù là đến đâu quân nhân của chiến thần đều không được tàn sát người vô tội, người dân của kẻ địch. Họ cũng là người, cũng có gia đình, mà bản thân họ cũng không muốn chiến tranh. Cho nên hành động dùng thuốc lên người quân nhân là tàn nhẫn với họ, thuốc kia chắc chắn không tốt đẹp gì, nếu như biến thành quái vật vô cảm thì nguy hiểm cho người vô tội. Xem ra bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Chiến thần, tôi tới kịp lúc. Từ chấn Nam quân phục chỉnh tề, bước lên chào chiến thần nghi thức cao nhất. Không cần để ý, làm sao phá cửa kính này, tháo bom nhanh chóng. Hồ Cửu Uy áp ra lệnh, bây giờ an nguy của bọn họ còn có cả người dân đang ở đây. Cửa kính cường lực, mất năm tới 10 phút mới có thể phá được. Từ trấn nam cùng các thuộc hạ kiểm tra sau đó kết luận, không thể, cần nhanh hơn. Nhìn quả bom nằm trong lồng kính kia, con số điện tử đang bắt đầu nhảy, cũng là nói sinh mạng của họ tính bằng còn số kia. Còn 20 phút hay ngài rời đây nhanh nhất có thể, với tốc độ của ngài có thể rời khỏi bán kính ảnh hưởng. Từ chấn nam lo lắng. Tôi là mạng còn các cậu không phải, người dân bên trên không phải mạng. Ánh mắt lạnh lùng của hồ cửu bức ép bọn họ cúi đầu. Rất lâu rồi hữu thủ cũng từ chấn nam không còn bị uy áp to lớn này đè ép. Nghĩ cách đi, tìm mọi cách phá vỡ nó đi. Hồ cửu nghiêm giọng ra lệnh. Một binh sĩ trẻ vội bước lên. Chiến, thân, tôi có ý này, Tôi nghĩ có thể thử." Nói, Hồ Cử gật đầu đáp ngắn gọn. Lúc trước khi còn chưa vào quân ngũ tôi có làm thêm ở một nhà hàng, họ cũng dùng loại kính này để làm cửa ra vào. "Trọng tâm đi." Hiếu Thủ lên tiếng. Quả thực binh lính này còn trẻ, lại lần đầu tiên gặp chiến thần nên có chút gấp gáp, nói chưa được lưu loát. "Cậu cứ nói đi, kệ anh ta." Hồ Cửu thấy được sự ái ngại trong mắt tân binh này. Lúc đó không rõ vì sao trong một đêm cửa kính đều bị vỡ. Nhưng kiểm tra camera đều không thấy có gì bất thường, hoàn toàn là do cửa tự vỡ. Sau đó, kiểm tra bởi bên bảo hành, thì được biết, loại kính này nếu trực diện dùng dìu, búa hay ngoại lực tác động thì sẽ không sao cả. Nhưng ngay các góc kính, chỉ cần có hạt sản, cát nhỏ làm cấn một góc nhỏ, sức tạo lực không cao, chỉ cần đúng góc. Nó sẽ tự nứt vỡ. Cậu lính trẻ này nói xong thì lùi về vị trí cũ. Có thể thử, mọi người theo cách của cậu ấy làm theo đi nói xong mọi người đều tỉ mỉ kiểm tra các điểm góc mà người lính trẻ kia nói qua sau một hồi thu lượm sỏi đá từ bên trong xác định vị trí góc kính cần phá hai chỗ này mọi người kê các viên đá nhỏ vào góc mà người lính trẻ tuổi đánh dấu sau đó tạo một lực đè ép mạnh quả thực kính đang dần nứt ra tuy chưa vỡ nhưng khi nứt kính đã rất yếu có thể tác động ngoại lực hồ cửu trực tiếp dùng quyền đá vỡ kính cậu làm tốt lắm sau khi kính bảo hộ vỡ vụn hồ cửu vỗ vai câu ta khen ngợi một câu cậu lính trẻ kia vô cùng vui mừng được thần tượng khen ngợi là vinh dự cỡ nào chứ bom này điều chính bằng mã cốt không thể cắt dây hồ cửu nhìn sơ liền biết vấn đề chính để tháo bom dùng phần mềm nội bộ kích hoạt cốt đi nghe vậy từ trấn nam cùng hữu thủ trực tiếp ra tay rất nhanh một mã lệnh gửi tới, mà mã này vừa khớp ngừng số điện tử trên bom, cũng vô hiệu hóa hoàn toàn mã nguồn. Phù, thật sự quá đau tim rồi. Hữu thủ cảm thán. Đại tướng, ngại không nói tôi còn tưởng ngài không sợ. Đây không là sợ, chính là hung hiểm quá làm người ta hồi hộp. Nhìn từ chấn nam xỉa sói, hữu thủ liếc mắt nói. Chưa được. Hồ Cửu Trật nói làm bọn họ căng thẳng trở lại. Bạch Long đã trốn thoát, Số thuốc sinh học kia vẫn chưa thấy đâu Nói xong anh hơi nhíu mày suy nghĩ Mà chuyện quan trọng hơn cần làm sao di rời bom đi nơi an toàn Mà hiện tại ở phía đông chưa có đủ lực lượng để di rời khối lượng bom lớn như vậy Từ chấn Nam hơi vào đầu, quả thực nếu huy động lực lượng thì không đủ Mà khu vực này cần đào sới để đưa ra Họ còn không biết làm sao Bạch Long có thể đưa bom vào đây Hình như lúc vào đây đến giờ, chúng ta chưa gặp ngài thiệt Hồ Cửu nghĩ tới mấu chốt, Ngài Tuệ ở kia bị hủy tứ chi, hỏi cũng sẽ không nói. Mà Ngài Thiện thì khác, sau khi bị thả về dễ dàng chắc chắn bị Bạch Long lạnh nhạt nghi kỵ. Chỉ có hắn mới biết cách Bạch Long đã làm, mà bọn họ sẽ từ cách này mà xử lý số bom kia. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 200